Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1721, để cho một nhà không được sống yên ổn. Bất quá, cô gái xuất hiện sau đó con bà nó. Thật là siêu cấp xinh đẹp quá đi mà. Thời điểm tôi, leo tường, tại Độc Lập Châu, dường như có thấy qua cô gái kia ở trên website. Hình như là siêu cấp ảnh hậu nhiều năm trước đây thì phải. Đáng tiếc cô ấy đeo kính râm, không thể thấy rõ được gương mặt. Bắt đầu mặt đầy tiếc nuối. Đối với việc bắt đầu lại nhải không ngừng, Diệp Oản Oản và đám người thất tinh cũng không thèm để ý. Gọi thêm vài suất ăn gia đình, đợi sau khi mọi người ăn uống no đủ, Diệp Oản Oản gọi một chiếc xe taxi, cùng mọi người lên xe, đi vào trong nội thành. Phong tỷ, kinh tế Hoa Quốc cũng thường mà thôi. So ra Độc Lập Châu phồn hoa hơn rất nhiều. Nếu như bàn về mức độ giàu có, vậy khẳng định không cách nào sánh bằng. Bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà đánh giá. Ha, siêu xe ít như vậy, cũng chẳng ra sao cả. Trực thăng riêng cũng ít, ngay cả đệ và lão thất đều có một chiếc phi cơ riêng. Bắt đầu chậc chậc nói. Diệp Oản Oản, tại sao tôi lại không có? Ha, đó chính là khách sạn 5 sao của Hoa Quốc. Chẳng ra hình dáng gì cả, tiệm cơm bình thường tôi ăn, cũng còn hào hoa hơn cả tòa nhà đó. Còn bà nó, lại còn có xe đạp, Độc Lập Châu chúng ta, tệ nhất cũng là ô tô sang trọng nha. Lúc này, tài xế xe taxi cười lạnh một tiếng, huynh đệ à, tôi đã thấy người chém gió, nhưng chưa thấy ai chém gió thành bão được như cậu. Lại còn nói có trực thăng riêng, sao cậu không leo lên trời nằm luôn đi? 5 người chen chúc trong một chiếc xe taxi, vậy mà còn ở đây chém gió. Thất tinh, Diệp Oản Oản, đại trưởng lão, tam trưởng lão. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoa Quốc, Diệp gia. Bên trong đại sảnh, Diệp Y Y nhìn người đàn ông trung niên mặc Âu phục trước mặt, nhẹ giọng cười nói, bảo các người làm chút chuyện này, đến bây giờ cũng làm không xong à. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên thấp giọng cười một tiếng, Diệp Tổng, cũng không hẳn là có thể nói như vậy. Diệp Y Y nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, vậy phải nói như thế nào? Diệp Tổng, mọi việc cũng phải nói đạo lý mới được. Năm đó Diệp Thiệu Đình thiếu nợ chúng tôi với lãi suất cao, nhưng cũng đã trả lại không sai biệt lắm. Diệp Tổng cô bây giờ bảo chúng tôi đi thu lại Kim Đô Bích Hải, biệt thự của Lương Uyển Quân. Chuyện này, thật giống như cũng không được thích hợp cho lắm. Diệp Y Y lắc đầu một cái, tôi không cho là như vậy. Diệp Thiệu Đình thiếu nợ lãi suất cao với các ông, mặc dù đã trả gần hết cũng không sai biệt lắm, nhưng dù sao vẫn còn chưa trả hết nợ. Các người chỉ cần nói là lãi suất cao một chút, lấy đi biệt thự Kim Đô Bích Hải hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, chỉ cần các người có thể lấy đi biệt thự Kim Đô Bích Hải, biệt thự Kim Đô Bích Hải chính là của các người. Ngoài phần vốn ra, tôi sẽ trả thêm cho các ông số này. Ồ, nhìn thấy con số Diệp Y Y báo ra, ánh mắt người đàn ông trung niên chợt sáng lên. Diệp Y Y để cho bọn họ đi lấy biệt thự cho bọn họ, lại còn thêm vào cho bọn họ một khoản tiền. Ha ha, tôi hiểu rồi. Diệp Tổng, cô chính là muốn để cho Lương Uyển Quân lưu lạc đầu đường xó chợ, đúng không? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Y Y, bỗng nhiên cười nói. Mọi người đều biết, chồng của Lương Uyển Quân Diệp Thiệu Đình và con trai lớn Diệp Mộ Phàm, đã giết chết cha của Diệp Y Y Diệp Thiệu An. Tuy nói, Diệp Thiệu An và Diệp Mộ Phàm đã bị bắt, nhưng chỉ sợ cũng khó lòng giải được mối hận trong lòng Diệp Y Y. Cho nên, Diệp Y Y muốn khiến cho Lương Uyển Quân lưu lạc đầu đường xó chợ, để cho một nhà Diệp Thiệu Đình không được sống yên ổn, không một người nào có kết quả tốt. Không sai, tôi chính là có ý này. Diệp Y Y lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy băng giá, như vậy, các người có thể làm được không? Chương 1722, đến cửa đòi nợ. Ha ha ha, Diệp Tổng là một người rộng lượng, nếu Diệp Tổng đã nói như vậy, chúng tôi khẳng định sẽ giúp Diệp Tổng ngài đem chuyện này làm thật gọn gàng, hoàn mỹ vô khuyết. Diệp Tổng ngài yên tâm, biệt thự Kim Đô Bích Hải, chúng tôi nhất định sẽ thu hồi lại. Hơn nữa, bảo đảm khiến cho trên người Lương Uyển Quân đó ngay cả một phân tiền cũng không có, sẽ làm cho bà ta lưu lạc đầu đường xó chợ, làm một tên ăn mày. Người đàn ông trung niên đứng dậy, vỗ ngực bảo đảm. Rất tốt, Diệp Y Y khẽ vuốt cằm, vậy tôi đây không tiến, chờ tin tức tốt của các người. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đứng dậy cáo từ, rời khỏi Diệp gia. Lúc này, người đàn ông trung niên lấy điện thoại di động ra, gọi mấy cuộc điện thoại. Không bao lâu, mấy chục người vội vàng chạy tới,
trên người bọc theo côn nhị khúc, đi thẳng về hướng của Kim Đô Bích Hải. Ước chừng nửa giờ sau, cửa của tòa biệt thự Kim Đô Bích Hải bị gõ. Người mở cửa là một vị phu nhân, thoạt nhìn tuổi khoảng 40 đến 50, ăn mặc vô cùng giản dị, mặt đầy nét tang thương. Diện mạo của Lương Uyển Quân đã già nua đi rất nhiều so với trước kia. Từ khi Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu An bị bắt đi, trong một thời gian dài bà vẫn luôn ở trong nhà lấy nước mắt rửa mặt, nhưng cũng không có biện pháp nào để giải quyết. Nếu như không phải là con gái Diệp Oản Oản thường cứ cách một đoạn thời gian lại cho bà một liều thuốc an thần, chỉ sợ Lương Uyển Quân đã từ lâu không gắng gượng nổi nữa. Các người! Nhìn thấy đám người đàn ông trung niên, thần sắc Lương Uyển Quân khẽ biến. Ha ha, Lương Uyển Quân phu nhân, bà xem chúng tôi ở thật xa chạy tới, chân này của tôi, bắp chân đó nha, đều rất đau nhức. Chẳng lẽ bà không định mời chúng tôi vào trong ngồi một chút, để cho những huynh đệ này của tôi uống chút trà hay sao? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lương Uyển Quân, cười lên một tiếng đầy hắc ám. Nghe vậy, chân mày Lương Uyển Quân nhăn lại, lắc đầu một cái, trong nhà chỉ có một mình tôi, không tiện. Lương Uyển Quân nói xong, dường như liền muốn đóng sập cửa phòng lại. Nhưng mà, người đàn ông trung niên lại đưa tay ngăn ở cửa chính, không cho Lương Uyển Quân có cơ hội đóng cửa. Các người muốn làm gì? Thấy vậy, Lương Uyển Quân lên tiếng trách mắng. Lương Uyển Quân phu nhân, bà nhìn lời bà nói mà xem. Còn hỏi chúng tôi muốn làm gì? Chồng bà Diệp Thiệu An thiếu tiền của chúng tôi, đến bây giờ vẫn còn chưa trả hết nợ. Một điểm này, hẳn luôn là sự thật đi. Vay nợ thì phải trả tiền, chính là chuyện rõ như ban ngày. Rõ ràng là các người chơi xỏ lá, vậy mà lại làm như chúng tôi đối lý. Làm sao lại có đạo lý đó? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lương Uyển Quân, cười lạnh một tiếng. Nói bậy, số tiền mượn các người, trước đó Thiệu Đình đều đã nói với tôi, đã trả sạch. Lương Uyển Quân nói. Hừ, lời nói này, cũng còn may là chúng tôi có ghi chép chuyển tiền, tự bà xem đi. Nói xong, người đàn ông trung niên để cho người cầm tới ghi chép lịch sử chuyển tiền, đưa tới trước mặt Lương Uyển Quân. Lương Uyển Quân bán tín bán nghi nhìn lướt qua, bản ghi chép lịch sử chuyển tiền này. Quả thực là thiếu đi một khoản tiền lẻ cuối cùng, đại khái khoảng hơn 10.000 tệ. Được, tôi đi lấy cho các người. Lương Uyển Quân xoay người đi vào nhà. Đám người gã đàn ông trung niên, cũng đi theo sau lưng Lương Uyển Quân, đi vào bên trong biệt thự. Chậc chậc, biệt thự này cũng thực không tồi. Người đàn ông trung niên đánh giá một vòng bên trong biệt thự, mặt đầy hài lòng. Không bao lâu nữa, biệt thự này sẽ chính thức thuộc về bọn họ rồi. Cũng không biết ý nghĩ trong lòng người đàn ông trung niên, Lương Uyển Quân rất nhanh ôm khăn tay đi tới. Trước mặt của mọi người, Lương Uyển Quân thận trọng mở chiếc khăn tay ra. Trong khăn tay, cơ hồ đều là tiền giấy 100 tệ tương đối cũ nát, trong đó cũng có một số tờ tiền mệnh giá nhỏ. Có thể nhìn ra được chính là tiền mà Lương Uyển Quân nhọc nhằn khổ sở tích góp được. Chương 1723, chào mọi người, tôi gọi là bắt đầu. Giờ phút này, Lương Uyển Quân cực kỳ không vui, lấy ra 10.000 tệ từ trong khăn tay, đưa cho người đàn ông trung niên. Thấy vậy, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, đầu tiên là liếc mắt một cái, chợt lấy toàn bộ số tiền trên. Tiền đều đã trả lại cho các người rồi, hẳn là không có vấn đề gì nữa chứ. Nếu như đã không thành vấn đề, các người hiện tại có thể rời đi. Lương Uyển Quân nhìn đám người gã đàn ông trung niên, truyền lệnh đuổi khách. Nghe Lương Uyển Quân nói vậy, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, nói, Lương Uyển Quân phu nhân, nếu như bà không còn chuyện gì để nói nữa, hiện tại có thể rời đi rồi. Ông nói cái gì? Lương Uyển Quân lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Gã đàn ông trung niên này, bảo bà rời đi. Tôi nói, bà đem giấy tờ nhà của tòa biệt thự này lấy ra, sau đó, bà liền có thể rời đi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lương Uyển Quân, khẽ mỉm cười. Ông có ý gì? Căn nhà này là của tôi. Lương Uyển Quân nói, ừ, lúc trước là của bà, bất quá, hiện tại không phải thuộc về bà nữa rồi. Căn nhà này, là tiền lãi. Người đàn ông trung niên cười nói. Lãi, Lương Uyển Quân khó tin, tiền thiếu các ông, không phải đều đã trả rồi sao? Ha ha, Lương Uyển Quân phu nhân, số tiền bà trả, đó là tiền vốn mà thôi. Tiền vốn là tiền vốn, tiền lãi là tiền lãi. Mà căn nhà này, chính là tiền lãi. Người đàn ông trung niên nói. Hơn 10.000 tệ tiền vốn, đòi một căn biệt thự làm tiền lãi. Các người tại sao không đi cướp luôn đi? Lương Uyển Quân giờ phút này tức tới giận run người. Ha ha ha, Lương Uyển Quân phu nhân,
lời này của bà không đúng rồi. Chúng tôi là người cho vay lãi cắt cổ. Năm đó thời điểm chồng bà vay tiền chúng tôi, bà cũng biết chúng tôi là nhóm cho vay lãi cắt cổ. Cái gì gọi là lãi cắt cổ? Mượn 10.000, trả một căn biệt thự, đó gọi là cắt cổ, hoàn toàn không có vấn đề gì chứ. Người đàn ông trung niên lạnh giọng cười một tiếng. Các người nói tào lao. Lương Uyển Quân xoay người lấy điện thoại di động ra, dường như muốn lập tức báo cảnh sát. Hừ, tôi thấy là bà không biết tốt xấu. Cho bà mặt mũi bà không muốn, muốn chết đúng không? Người đàn ông trung niên thấy Lương Uyển Quân chuẩn bị báo cảnh sát, lúc này sắc mặt trầm xuống, giật lấy điện thoại di động, hung hăng đập nát bấy chiếc điện thoại. Đám cường đạo, thổ phỉ các ngươi, lũ cặn bã. Lúc này, Lương Uyển Quân bị trói ở trên băng ghế, hướng về đám người đàn ông trung niên tức giận chửi ầm lên. Ha ha, Lương Uyển Quân phu nhân, bà lầm rồi, chúng tôi không phải là cường đạo thổ phỉ hay lũ cặn bã, chúng tôi là người cho vay lãi cắt cổ mà thôi. Người đàn ông trung niên không tức giận chút nào, thấp giọng cười nói. Lương Uyển Quân mới vừa muốn tiếp tục nói gì, tiếng chuông cửa lại bỗng nhiên vang lên. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên hơi sững sờ. Ngay cả chính Lương Uyển Quân cũng có chút không hiểu, bà có bao giờ làm quen với hàng xóm chung quanh đâu, cho nên cũng chưa bao giờ có ai ghé thăm. Khoảng thời gian này, bà vẫn luôn ở trong nhà. Ồ, kỳ quái thật, Phong tỷ nói là căn nhà này, không sai mà, tại sao lại không có ai? Rất nhanh, từ ngoài cửa mơ hồ có âm thanh truyền đến. Lão thất, có phải là lầm rồi hay không? Phong tỷ cũng thật là, đi mua đồ đến bây giờ vẫn còn chưa tới nữa. Có ai ở nhà không? Nếu có thì ra mở cửa đi nào. Âm thanh ngoài cửa càng ngày càng lớn. Lúc này, chân mày người đàn ông trung niên hơi hơi nhíu lên, ra lệnh cho thủ hạ ra mở cửa. Cửa căn nhà vừa được mở ra, Bắc Đầu và Thất Tinh hai người nhanh chân đi vào căn biệt thự. Ồ, thật là nhiều người nha. Chào mọi người, tôi gọi là Bắc Đầu. Cậu ta gọi là Thất Tinh, là Phong tỷ bảo chúng tôi tới trước. Bắc Đầu nhìn đám người gã đàn ông trung niên. Mở miệng cười nói. Phong tỷ, các cậu là... Lương Uyển Quân nhìn về phía Thất Tinh và Bắc Đầu, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Chương 1724, đóng cửa lại. Lúc này, Bắc Đầu và Thất Tinh hai người, nhìn về phía Lương Uyển Quân bị trói ở trên ghế. A Di, sao gì lại bị trói ở trên ghế vậy? Bắc Đầu hơi có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lương Uyển Quân, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Lúc này, Thất Tinh ở bên cạnh lườm Bắc Đầu một cái. Thế này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Mọi người đều đừng khách khí, đứng đấy làm gì, đều ngồi xuống đi, Phong tỷ sẽ về ngay thôi. Bắc Đầu mỉm cười, nói với đám người trong phòng khách căn biệt thự. Nghe vậy, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Cái gã ngốc này từ đâu chui ra vậy? Ha ha, tiểu tử, người từ đâu tới? Gã đàn ông trung niên cầm đầu nhìn chằm chằm Bắc Đầu, lạnh giọng cười nói. Từ đâu tới, từ sân bay đấy, Bắc Đầu trả lời. Còn không đợi người đàn ông trung niên tiếp tục nói thêm cái gì, Bắc Đầu lại bỗng nhiên nhìn về phía cánh cửa. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đang xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào biệt thự. Đại trưởng lão mặc đồ đỏ chót và tam trưởng lão hai người đi theo sau lưng Diệp Oản Oản. Bên trong túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là quà nàng mua cho mẹ Lương Uyển Quân. Tại Độc Lập Châu cũng không có gì đặc biệt. Cho nên nàng mới ghé vào một trung tâm thương mại gần biệt thự mua một ít quà. Mang theo Bắc Đầu và Thất Tinh quá mức chói mắt, cho nên, Diệp Oản Oản liền đưa cho hai người địa chỉ, bảo bọn họ tới trước cửa chờ sẵn. Mới vừa tiến vào biệt thự, nhìn thấy bên trong nhà náo nhiệt như vậy, ngay chính cả Diệp Oản Oản cũng hơi sững sờ. Đây là có chuyện gì? Oản Oản! Lương Uyển Quân nhìn thấy Diệp Oản Oản đã lâu không gặp bỗng nhiên trở về, đầu tiên là sững sốt. Chợt! Trong mắt hiện ra vẻ kích động ngập tràn, thậm chí có chút khó tin. Nhìn thấy Lương Uyển Quân bị trói ở trên ghế, niềm vui sướng trên mặt Diệp Oản Oản kia, trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa. Ha ha, tôi còn cho là ai? Nguyên lai là con gái của bà trở về rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Oản Oản, nở một nụ cười như có như không. Oản Oản, đi nhanh một chút, nhanh đi báo cảnh sát, những người này là thổ phỉ. Lương Uyển Quân lập tức hướng về Diệp Oản Oản hô lên. Thổ phỉ, nghe tiếng, người đàn ông trung niên chật chật lắc đầu, xem những lời bà nói này, chúng tôi tại sao lại có thể là thổ phỉ chứ? Những người như chúng tôi, rất chịu giảng đạo lý đó nha. Thiếu nợ thì trả tiền, chính là lẽ tự nhiên bất di bất dịch.
Các người thiếu tiền chúng tôi, hiện tại làm sao chúng tôi lại thành thổ phỉ rồi? Tôi cảm thấy, hẳn các người mới là thổ phỉ đấy. Ha ha! Ồ, các ngươi là đám cho vay lãi cắt cổ phải không? Diệp Oản Oản trừng mắt nhìn đám người gã đàn ông trung niên, lạnh giọng hỏi. Làm sao, còn chưa đủ rõ ràng sao? Người đàn ông trung niên cười nói. Rất tốt, ta thích nhất là giảng đạo lý với người khác. Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tam trưởng lão, đóng cửa, chúng ta hôm nay sẽ cẩn thận giảng đạo lý cùng với bọn chúng. Nghe tiếng, Tam trưởng lão, huynh, một tiếng, dập thẳng cánh cửa chính lại. Tiếng đóng cửa vang lên đinh tai nhức óc. Nhẹ nhàng một chút, cửa đã bị ông chấn hỏng rồi kìa. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co giật, nhìn Tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão? Ha ha ha, có ý tứ, các ngươi thích giảng đạo lý, vậy thì là tốt nhất rồi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, có chút hăng hái cười nói, cứ như thể đám người Diệp Oản Oản là con dê béo nằm sẵn trên thớt. Nói một chút, thiếu nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Diệp Oản Oản đầu tiên là đem sợi dây trên người Lương Uyển Quân cởi ra, chợt đỡ lấy bà tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Không nhiều, chỉ thiếu chúng ta một ngôi biệt thự. Đem biệt thự trả cho chúng ta là được, chúng ta rất chịu giảng đạo lý. Người đàn ông trung niên nói. Oản Oản, đừng nghe hắn ta nói bậy, phần tiền nợ trước đó cha con vay bọn chúng, cơ hồ đều đã trả sạch. Còn thiếu hơn 10.000 tệ tiền lẻ, mẹ mới vừa rồi cũng đã trả cho bọn chúng. Lương Uyển Quân vội vàng mở miệng nói. Chương 1725, nên giảng đạo lý của chúng ta. Ha ha, trước đó đã nói rồi. 10.000 tệ là tiền vốn, ngôi nhà này là tiền lãi. Người đàn ông trung niên cười lạnh. Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông trung niên, mặt không đổi sắc, ý của ngươi là, 10.000 tệ tiền vốn, cần có một căn biệt thự làm tiền lãi. Đó là đương nhiên, chúng ta là nhóm cho vay lãi cắt cổ. Các ngươi có biết cái gì gọi là lãi cắt cổ không? Thế này gọi là cắt cổ đấy, thật là có đạo lý phải không? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Oản Oản. Chửi thề một tiếng, các ngươi thật đúng là còn đen tối hơn cả ta. Bắt đầu hướng về người đàn ông trung niên, giơ ngón tay cái lên. Thời điểm còn ở Độc Lập Châu, không sợ Minh bọn họ cũng đã đủ đen tối rồi. Sau khi đi tới Hoa Quốc mới phát hiện ra, lại còn có thể có người còn đen hơn cả bọn họ. 10.000 tệ tiền vốn, lại muốn đòi cả một căn biệt thự làm tiền lãi. Thật đúng như ngươi nói vậy, đích xác là rất có đạo lý đó nha. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm đầy châm biếm. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, mọi người tại đây đều sững sờ. Đặc biệt là Lương Uyển Quân, căn bản là không có cách nào lý giải được Diệp Oản Oản đến tột cùng là đang nghĩ như thế nào. Ngôi nhà này có thể giao cho các ngươi, cũng không sao cả. Rất nhanh, Diệp Oản Oản cười nói. Ha ha, làm như vậy là rất thức thời. Người đàn ông trung niên nói, chỉ cần để lại căn nhà cho chúng ta liền rời khỏi nơi này, sau này cũng sẽ không quay trở lại. Muốn đi, đừng nôn nóng, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Vậy còn có gì muốn thỉnh giáo? Người đàn ông trung niên nói. Tự nhiên là có, đạo lý của các ngươi đã kể xong. Hiện tại, hẳn giờ là lúc nên nói một chút về đạo lý của chúng ta rồi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà mị. Đạo lý của các ngươi, nghe tiếng, người đàn ông trung niên hơi sững sờ. Đám người này có đạo lý gì? Các ngươi đột nhập gia cư bất hợp pháp, hơn nữa đem mẹ ta trói ở trên ghế. Ta và mẹ đều bị làm kinh sợ, yêu cầu 100 triệu coi như tiền bồi thường. Đây, chính là đạo lý của chúng ta, Diệp Oản Oản nói. Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, đám người gã đàn ông trung niên, sững sờ tại chỗ. Rất nhanh, trong biệt thự truyền ra một trận cười vang. Tiểu nha đầu, ngươi dựa vào cái gì mà ngang tàng như vậy? Người đàn ông trung niên hỏi Diệp Oản Oản. Dựa vào cái gì? Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, dựa vào việc chúng ta là thổ phỉ. Ha ha ha, chỉ mấy người già yếu bệnh hoạn các ngươi. Người đàn ông trung niên nở một nụ cười đầy nham nhở. Nhưng mà, gã đàn ông trung niên vừa dứt lời, sắc mặt Tam trưởng lão đã âm trầm đến cực hạn. Chỉ thấy Tam trưởng lão đánh thẳng một bạt tai, dầm một tiếng, quạt thẳng vô mõm gã đàn ông trung niên. Một giây kế tiếp, thân thể của gã ta văng ra bên ngoài, nặng nề đập vào tường, răng môi lẫn lộn. Ha ha, tỷ tỷ, tôi và chị đi ra ngoài dạo một chút. Đại trưởng lão đi tới bên cạnh Lương Uyển Quân, đỡ Lương Uyển Quân đi ra khỏi biệt thự. Tam trưởng lão, ông nhìn một chút đi,
đây chính là chỗ ông không bằng đại trưởng lão đấy. Đại trưởng lão người ta khôn khéo hơn ông, có não hơn ông đó nha. Bắt đầu nhìn về phía đại trưởng lão ở bên cạnh, mở miệng cười nói. Nghe tiếng, đại trưởng lão hung ác trợn mắt lườm bắt đầu một cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, còn khen ta có não. Bắt đầu, thật giống như bị đại trưởng lão giẫm lên đầu vậy, tam trưởng lão đem lửa giận ngập tràn trong lòng toàn bộ phát tiết lên đám người cho vay lãi cắt cổ. Bất quá chỉ trong chốc lát, toàn bộ đám người cho vay lãi cắt cổ, toàn bộ đều ôm đầu co rúm ở góc tường, không dám thở mạnh lấy một cái. Lão đầu này, con mẹ nó là quái vật hay sao? Các ngươi, người đàn ông trung niên nhìn đám người Diệp Oản Oản, sắc mặt trắng bệch, vết máu ở khóe miệng còn chưa kịp khô. Hắn rốt cuộc đã trêu chọc phải thứ gì? Một lão đầu đã sắp xuống lỗ đến nơi, đánh cho mấy chục người bọn họ lên bờ xuống ruộng, không khác gì bắt nạt một đám trẻ lên ba. Chương 1726, đánh tới khi hắn nói ra mới thôi. Như vậy, trả tiền lãi là căn nhà cho các ngươi rồi, tính giá là 50 triệu. Ngươi thiếu chúng ta 100 triệu, hiện tại ta dùng 50 triệu thu hồi lại căn nhà, các ngươi còn thiếu chúng ta 50 triệu. Rất có đạo lý đi. Diệp Oản Oản nhìn gã đàn ông trung niên, thấp giọng cười nói. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, người đàn ông trung niên hung tợn chửi, đánh rắm cái con mẹ ngươi, ngươi muốn chết à? Chửi cái con mẹ mày. Lúc này, bắt đầu bay lên tung một cước, đá thẳng vào đầu gã đàn ông trung niên. Ngươi hẳn là nên cảm ơn ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu không ra ngươi có thể chỉ cần dùng một cước kia đá nát đầu ngươi đấy. Bắt đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông trung niên nói, ăn cướp mà cũng dám đến tận nhà của Phong tỷ cướp. Ngươi con miệng nó thật đúng là muốn chết mà. Chúng ta không phải là ăn cướp. Chúng ta là người cho vay lãi cắt cổ. Một tên thủ hạ của gã đàn ông trung niên, mặt đầy hoảng sợ nói. Còn dám ngụy biện, bắt đầu vào một bạt tai vào mồm gã ta. Bị đánh một cái tát, nam nhân trẻ tuổi liền vội vàng khom người, cũng không dám nói thêm nửa câu. Ngươi còn thiếu chúng ta 50 triệu, đúng không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, cười nói. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên cắn răng, hạ giọng, chỉ có thể gật đầu, đúng. Cô nói cái gì cũng đúng. Thất tinh, để cho hắn ta viết giấy nợ, tránh cho hắn chống chế không nhận. Mọi người chúng ta đều là người biết nói phải trái. Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh. Lúc này, Thất Tinh lấy ra giấy bút, để cho gã ta viết giấy nợ, cũng bắt cắt ngón tay đóng dấu. Nếu như không có chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước đây. Người đàn ông trung niên nói. Không vội, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, là ai phái các ngươi tới? Những người này, tất nhiên là có người phía sau màn sai sử. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có lá gan lớn như vậy. Không, không có ai sai sử cả. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục. Bắt đầu, đánh tới khi hắn nói ra người sai khiến mới thôi. Diệp Oản Oản nói. Hô hô, Phong tỷ xin hãy yên tâm đi, đệ đây rất chuyên nghiệp. Bắt đầu bẻ bẻ cổ, nở một nụ cười đều, xách cái cổ áo của người đàn ông trung niên. Đừng, có gì thì từ từ nói. Là Diệp gia, Diệp y bọn họ sai sử chúng tôi làm như vậy đấy. Mắt thấy mình sắp bị đánh. Người đàn ông trung niên vì tự vệ, lập tức bán đứng Diệp y. Diệp tổng cho tôi một khoản tiền, bảo chúng tôi thu hồi lại căn biệt thự này. Sau khi thu hồi lại biệt thự, còn nói sẽ đưa cho chúng tôi. Mục đích của cô ta, chẳng qua là để cho một nhà các người không được sống yên ổn, để cho mẹ của cô đi ăn xin. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, đem hết thảy toàn bộ những gì mình biết nói ra. Diệp y. Sau khi biết được là Diệp y, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên. Người một nhà này, thật đúng là bọn ruồi bâu phân. Chính mình còn chưa tìm bọn chúng tính sổ, ngược lại còn tự đưa mình tới cửa. Cút đi, sau này nếu còn để cho ta gặp lại các ngươi, ha ha, ta chính là con trai các ngươi. Bắt đầu tung một cước đạp người đàn ông trung niên ra ngoài cửa. Thấy vậy, hơn 10 gã nam nhân trẻ tuổi, đi theo sau lưng người đàn ông trung niên, chật vật rời đi. Chẳng mấy chốc, đại trưởng lão dẫn theo Lương Uyển Quân quay trở về căn biệt thự. Ha ha, tỷ tỷ, chị xem, chuyện này không phải đều đã xử lý xong rồi sao? Không cần lo lắng, đại trưởng lão hướng về Lương Uyển Quân cười nói. Giờ phút này, Lương Uyển Quân đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, quan sát trên dưới, Oản Oản, con không sao chứ? Những người đó đâu? Mẹ, chuyện đã giải quyết xong, không cần phải lo lắng. Diệp Oản Oản nhìn Lương Uyển Quân cười nói.
thời gian trôi qua chỉ mấy tháng, vậy mà Lương Uyển Quân thật giống như đã già đi 10 tuổi. Điều này thực sự khiến cho trong lòng Diệp Oản Oản cảm thấy chua xót. Lương Uyển Quân tuy là nghi ngờ trong lòng, làm sao đám người kia lại chịu rời đi. Nhưng bà cũng không nói thêm gì cả, chẳng qua chỉ nhìn Diệp Oản Oản, cẩn thận quan sát nàng. Chương 1727, đi thăm cha và anh trai. Oản Oản, mấy tháng nay, con rốt cuộc đã đi nơi nào vậy? Hồi lâu sau, Lương Uyển Quân lúc này mới lên tiếng. Ha ha, tỷ tỷ, chúng tôi và Oản Oản đều ở chung một chỗ làm ăn. Đoạn thời gian trước, đều vẫn luôn rất bận rộn, Oản Oản luôn muốn trở về thăm chị một chút, nhưng không có cách nào vì công việc làm ăn thực sự rất bận rộn. Khi vừa có thời gian, chúng tôi liền lập tức quay trở về ngay. Đại trưởng lão nhìn về phía Lương Uyển Quân cười nói. Cảm ơn, khoảng thời gian này nhất định đều là nhờ các anh đã chiếu cố cho Oản Oản. Trước đó cùng anh trò chuyện rất lâu, cảm giác kiến thức của anh rất uyên bác, tôi cũng vô cùng bội phục. Oản Oản đi theo các anh cùng nhau làm ăn, tôi cũng thấy yên tâm. Lương Uyển Quân nói với đại trưởng lão. Tỷ tỷ, chị yên tâm đi, chúng tôi đều là bạn làm ăn với nhau, mọi người tín nhiệm lẫn nhau. Chuyện làm ăn cũng không tệ, sau này, tỷ tỷ hẳn sẽ rất có phúc hưởng. Tam trưởng lão không cam lòng yếu thế, cũng vội vàng mở miệng nói. Được được được, cảm ơn mọi người, không biết là các vị buôn bán thứ gì vậy? Lương Uyển Quân mặt đầy hiếu kỳ. A Di, chúng cháu mở một công ty lớn, công việc chúng cháu làm đều là làm ăn không vốn. Sự tiền nè, cướp hàng nè, cướp người nè, v.v. toàn bộ mọi chuyện chúng cháu đều làm. Trước kia cũng có ý định buôn bán vũ khí quân dụng, nhưng lại không dám, chứ nếu không cũng đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bắt đầu bỗng nhiên mở miệng. Diệp Oản Oản. Đại trưởng lão. Tam trưởng lão. Thất tinh. Bắt đầu vừa dứt tiếng, cả căn phòng im ri không có lấy một tiếng động nào. Sao vậy, tôi nói không đúng sao? Bắt đầu hướng về đám người Diệp Oản Oản hỏi. Ha ha, tỷ tỷ à, tiểu bằng hữu này là người hài hước nhất trong số chúng tôi, rất thích nói đùa. Đại trưởng lão cười xuề xòa chống chế. Bắt đầu vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị một ánh mắt đầy ghê rợn của Diệp Oản Oản khiến cậu ta không dám tiếp tục mở miệng. Đúng đúng đúng, con người của cháu thích nhất là nói giỡn cho vui, hì hì. Bắt đầu cười đầy lúng túng. Nghe lời nói này, Lương Uyển Quân lúc này mới yên tâm, nhìn chằm chằm bắt đầu, cậu bé, loại chuyện đùa này, ở trước mặt người quen nói qua loa thì cũng không sao. Nhưng không thể nói bậy bạ khắp nơi, lỡ như bị người ta coi là thật, sẽ gây ra phiền toái lớn. Vâng, dì nói đúng, sau này cháu sẽ không nói giỡn nữa. Bắt đầu gật đầu liên tục. Mấy vị cực khổ rồi, buổi trưa ở nhà ăn cơm, tôi đi mua thức ăn. Sau khi Diệp Oản Oản trở về, tinh thần Lương Uyển Quân tốt hơn nhiều. Mẹ, con đi cùng mẹ. Diệp Oản Oản đứng dậy đuổi theo Lương Uyển Quân. Trên bàn cơm, Lương Uyển Quân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, đúng rồi, Oản Oản, người bạn trai kia của con đâu? Bạn trai? Nghe tiếng, đám người Thất Tinh và Bắt Đầu lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bọn họ làm sao lại không biết, Minh Chủ lại còn có thể có một gã bạn trai. Vì không để cho Lương Uyển Quân quá mức lo lắng, Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, giải thích mẹ, anh ấy gần đây đều không ở trong nước, có một chút chuyện kinh doanh ở nước ngoài cần anh ấy xử lý. Chân mày Lương Uyển Quân hơi nhíu lại, luôn cảm thấy con gái có chuyện gì đó đang lừa gạt bà. Có phải là con mình đã chia tay cùng với người bạn trai kia hay không? Còn nhớ trước đó Diệp Oản Oản đã từng nói, bạn trai con bé chẳng qua chỉ là một nhân viên của tập đoàn Tư Thị, làm sao lại có thể đi ra nước ngoài xử lý chuyện làm ăn. Nhưng Diệp Oản Oản đã không muốn nói, Lương Uyển Quân cũng sẽ không hỏi nhiều. Sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Oản Oản để cho đám người Bắt Đầu và đại trưởng lão ở lại trong nhà. Hơn nữa, còn để cho đại trưởng lão và tam trưởng lão trông chừng Bắt Đầu, không cho hắn nói năng bậy bạ. Còn chính Diệp Oản Oản thì lại đeo kính râm vào, đi đến trại tạm giam, thăm Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Chương 1728, ở tù thật dễ chịu. Diệp Oản Oản đầu tiên là đến sở hành chính luật sư thuê một vị luật sư, sau đó dẫn theo luật sư đến trại tạm giam. Có luật sư dẫn đường, Diệp Oản Oản rốt cuộc đã được như ý nguyện, gặp được cha Diệp Thiệu Đình. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình ngồi ở đối diện Diệp Oản Oản, mang còng tay, mặc quần áo tù, mặt đầy vẻ tiêu tụy. Oản Oản, sao con lại tới đây? Diệp Thiệu Đình nhìn thấy Diệp Oản Oản, thần sắc kinh ngạc, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng.
Trong khoảng thời gian bọn họ bị giam giữ này, Lương Uyển Quân cũng thường xuyên đến thăm. Mà Lương Uyển Quân nói cho ông biết, Diệp Oản Oản đã đi tìm chứng cứ bọn họ vô tội rồi. Cha! Nhìn thấy Diệp Thiệu Đình tiều tụy như thế, trong lòng Diệp Oản Oản có chút đau thương. Oản Oản, không tìm được chứng cứ cũng không sao. Thấy thần thái của Diệp Oản Oản, Diệp Thiệu Đình vội vàng cố gắng nở một nụ cười. Đã có người cố ý vu khống bọn họ, làm sao lại có thể để cho người khác dễ dàng tìm được chứng cứ cơ chứ? Cha, yên tâm đi, lần này con đã trở về, cha và anh tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hãy tin tưởng con, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Diệp Thiệu Đình, mở miệng nói. Cho dù người đàn ông nhìn có chút già nua trước mặt này cũng không phải là cha ruột của mình, nhưng trong lòng Diệp Oản Oản, vẫn luôn xem Diệp Thiệu Đình là cha ruột, chưa bao giờ thay đổi. Không có chuyện gì, Oản Oản, cố hết sức là tốt rồi. Diệp Thiệu Đình tiếp tục cười, chẳng qua chỉ cho là Diệp Oản Oản đang an ủi mình mà thôi. Nếu quả như thật sự Diệp Oản Oản tìm được chứng cứ, vậy thì chứng cứ hẳn sớm đã được nộp lên trên rồi. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói thêm, bởi vì vấn đề thời gian, Diệp Thiệu Đình bị mang đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Mộ Phàm được dẫn vào. Diệp Mộ Phàm hiện tại đã cạo đầu đinh, mang còng tay, mặc quần áo tù, mặt đầy vẻ cà lơ phất phơ. Con bà nó, Oản Oản, sao em lại tới đây? Anh còn tưởng rằng là mẹ đấy. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, trong mắt Diệp Mộ Phàm sáng loáng lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Diệp Oản Oản từ sau khi bọn họ bị hãm hại, liền mất tung mất tích. Mấy tháng vừa qua, bọn họ chưa từng gặp nhau. Ở bên trong thế nào? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm, mở miệng hỏi. Thế nào, em nói xem thế nào? Anh trai em lớn lên da mịn thịt mềm, tới nơi trốn xô bồ này, thiếu chút nữa trinh tiết của Quốc Hoa cũng khó mà giữ được. Mẹ nó, cũng còn may là anh đây cơ chí, chỉ số IQ tương đối cao. Bây giờ lăn lộn ở trong tù cũng coi như là không tệ. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Diệp Oản Oản. Nghe trong giọng nói của Diệp Mộ Phàm, nào chỉ là lăn lộn coi như không tệ, ở trong tù dường như còn thật dễ chịu. Oản Oản, hai con tiện nhân bọn Lương Mỹ Huyên, nhất định là bọn chúng cố ý hãm hại gài tang vật. Diệp Thiệu An nhất định là do Lương Mỹ Huyên giết. Oản Oản, em có tìm ra được chứng cứ không? Không lâu nữa sẽ phải mở phiên tòa rồi. Nếu như còn không tìm được chứng cứ, anh và cha thật sẽ phải đi lên trời phù hộ cho em và mẹ đấy. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản trợn tròn mắt nhìn Diệp Mộ Phàm một cái. Vốn cho là, thời gian mấy tháng qua, có thể làm cho Diệp Mộ Phàm có chút trưởng thành, trở nên thành thục chững chạc. Bây giờ xem ra, hình như là mình suy nghĩ hơi có chút nhiều rồi. Bây giờ còn chưa tìm ra được chứng cứ. Diệp Oản Oản trả lời đúng sự thật. Hả, còn không tìm được chứng cứ? Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, xong rồi. Vậy thì xong đời rồi. Anh đã nói với em rồi, cái con chó cái Lương Mỹ Huyên đó, nhất định đã có đề phòng. Chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Vạn nhất sự việc bị bại lộ, bị người khác tìm ra chứng cứ, đến lúc đó kẻ xong đời sẽ chính là ả ta. Chương 1729, giết gà dùng dao mổ trâu. Đối với điều Diệp Mộ Phàm nói, Diệp Oản Oản cũng không phản bác lại. Lương Mỹ Huyên quả thực hết sức cẩn thận, muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của ả ta, cũng rất không dễ dàng. Bây giờ em đã có thể xác nhận, là Lương Mỹ Huyên và Hoàng quản gia hai người liên thủ hãm hại cha và anh. Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, mới nói với Diệp Mộ Phàm. Hoàng quản gia. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Diệp Mộ Phàm sững cả người. Trước đó em có theo dõi Lương Mỹ Huyên, phát hiện ra bà ta và Hoàng quản gia có gian tình. Hơn nữa, Diệp Thiệu An bị giết chết, không cách nào không có liên quan đến bọn chúng. Chính là bọn chúng làm, Diệp Oản Oản giải thích. Con bà nó, anh đã sớm có cảm giác con chó cái Lương Mỹ Huyên và lão già Hoàng quản gia có chút vấn đề. Cả ngày liếc mắt đưa tình, không ngờ hai người bọn chúng lại có thể thật sự gian díu với nhau. Oản Oản, rất tốt, chuyện này mà em cũng điều tra ra được. Diệp Mộ Phàm hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Cho em chút thời gian, em nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho hai người. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm, cam đoan. Chửi thề một tiếng, Oản Oản, em phải nhanh lên một chút, thật sự không còn thời gian nữa. Phiên tòa đã sắp được mở ra, đến lúc đó không có chứng cứ chứng minh anh và cha không có tội, hậu quả khó mà lường được. Đúng rồi, em có mang cho anh chim cút quay không? Miệng anh nhạt quá,
lâu ngày không ăn chim thèm chết mất. Diệp Mộ Phàm nói được một nửa, liền chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, không mang, Diệp Oản Oản cau mày nói, chờ đến khi anh ra tù, muốn ăn bao nhiêu chim cút quay thì em cho anh ăn bấy nhiêu. Đi ra ngoài, anh còn được ăn chim cút quay sao? Diệp Mộ Phàm bĩu môi. Hết thời gian. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục mở miệng, Diệp Mộ Phàm bị người ta dẫn đi khỏi nơi này. Thời gian có hạn, Diệp Oản Oản cũng không dừng lại, xoay người rời khỏi trại tạm giam. Sau khi để cho luật sư trở về, Diệp Oản Oản đón xe quay trở lại biệt thự Kim Đô Bích Hải. Mới vừa vào cửa, Diệp Oản Oản đã nhìn thấy Lương Uyển Quân, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão và Thất Tinh bốn người đang chơi đấu địa chủ. Mà Bắc Đầu thì lại khom người, đứng ở sau lưng Thất Tinh. Lão Thất, ra quân này đi, cậu có bài tốt vậy tại sao lại không đánh? Ra lá đại quỷ đi, sợ cái gì, tiểu quỷ cậu cũng có mà. Thanh âm của Bắc Đầu không ngừng truyền ra. Thất Tinh khẽ nhíu chân mày, liếc nhìn Bắc Đầu một cái, có thể im lặng được không, tôi là địa chủ đấy. Không bao lâu, thông qua miệng Bắc Đầu, mấy người Lương Uyển Quân và Đại trưởng lão ba người biết được toàn bộ mấy lá bài của Thất Tinh, thuận lợi ăn sạch cậu ta, cuối cùng làm cho Thất Tinh bị thua một ván. Lão Thất, thật ra thì đấu pháp của cậu có chút vấn đề. Bắc Đầu nói như đúng rồi. Thất Tinh, cút. Minh, Oản Oản, cô trở về rồi. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản vừa mới vào nhà, thấp giọng cười nói. Nhìn thấy Diệp Oản Oản trở về nhà, Lương Uyển Quân đứng dậy thu thập một phen, Oản Oản, con chiều đãi khách, mẹ lại đi mua đồ ăn, buổi tối ăn ở nhà đi. Vâng, Diệp Oản Oản hướng về Lương Uyển Quân gật đầu. Chờ sau khi Lương Uyển Quân rời đi, Diệp Oản Oản không nói hai lời, mang theo bọn bốn người Thất Tinh Bắc Đầu, rời khỏi biệt thự. Nửa giờ sau, trước cửa Diệp gia, Diệp Oản Oản lấy ra ảnh chụp của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Quản gia, chia cho bốn người nhìn rõ ràng. Mấy ngày nay, trông chừng cẩn thận hai người này cho tôi. Có thể chụp hình thì chụp hình, có thể ghi âm hay quay video thì ghi âm, quay video. Nhớ kỹ, không được để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Diệp Oản Oản ra lệnh. Với sự chuyên nghiệp của nhóm người Bắc Đầu, làm chút chuyện này cũng không thành vấn đề. Mặc dù không biết được dụng ý của Diệp Oản Oản, nhưng mấy người cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào, gật đầu liên tục đáp ứng. Mặc dù trong lòng có chút thầm oán minh chủ để cho bọn họ làm chuyện vặt vãnh theo dõi người khác này, có chút như giết gà dùng dao mổ trâu, quá lãng phí tài năng. Chương 1730, Giang Sơn Diệp ca ca gầy dựng. Liên tiếp mấy ngày, ban ngày, mấy người phụ trách theo dõi, ban đêm, bốn người lại quay trở lại biệt thự nghỉ ngơi. Nói chung cũng không có vấn đề gì xảy ra. Về phần Diệp Oản Oản, sau khi thu xếp ổn thỏa cho mẹ nàng, đương nhiên việc tiếp theo là muốn ghé thăm đám người Hàn Thiên Vũ. Cùng lúc đó, Kinh Giao, tại biệt thự của Hàn Thiên Vũ. Bên trong đại sảnh, Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần hơi lộ ra vẻ mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon. Giang Yên Nhiên thần sắc u ám đứng ở sát cửa sổ. Cung Húc thì lại đầy lo lắng bất an đi tới đi lui trong căn phòng, một khắc không ngừng. Phí Dương đang ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm laptop, không thể nhìn được nữa day day mi tâm, nhìn về phía Cung Húc, tiểu tổ tông, cậu có thể ngồi yên một chút được không, đừng có lượn vòng vòng trước mặt tôi nữa. Vừa dứt lời, Cung Húc liền giống như bị chọc trúng chỗ đau, vò đầu bứt tai, bắt đầu gào thét, đệt. Tiểu gia đây sắp sửa bị một đám lưu manh thổ phỉ trói đi bắt quay mấy cảnh xôi thịt giường chiếu rẻ tiền rồi đây, tôi lượn một chút thì đã sao? Tôi hay cả phần nhân quyền được lượn vòng vòng một chút cũng không có hay sao? Hả? Phí Dương có chút cạn lời, đẩy mắt kính một cái. Việc hắn ta sắp bị ép đi đóng cảnh lột đồ, lăn giường, và việc hắn cứ lượn tới lượn lui như con choi choi, làm người khác chóng hết cả mặt, thì có liên quan gì đến nhau? Bất quá, Phí Dương cũng biết tâm tình Cung Húc không tốt, định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không tranh luận với hắn. Được được được, cậu cứ thoải mái mà lượn đi. Nếu như lượn tới lượn lui thêm mấy vòng có thể giúp cho cậu đỡ phải cởi vài bộ đồ mà nói. Một bên, Tiểu Tình đang giúp Lạc Thần sửa sang lại quần áo, yếu ớt lên tiếng, so với Húc ca, Thiên Vũ ca và Thần ca còn thảm hại hơn. Đông Tử đồng ý gật đầu, còn không phải sao, Thiên Vũ ca miễn cưỡng nhường lại vai diễn phim bom tấn Hollywood, lại còn phải đi khắp nơi làm nền cho gã lăng thiếu chiết đó của Hoàng Thiên. Thần ca mỗi ngày đều phải đi bồi tiếp cái con ả đại tiểu thư đáng ghét đó. Thần ca, cái con quỷ dạ xoa kia không phải là đã làm gì với anh rồi đấy chứ? Sắc mặt của Lạc Thần dường như cứng lại phần nào,
sắc mặt âm trầm hờ hững mở miệng nói, tôi không sao, không cần phải để ý đến tôi, các cậu hãy cố gắng bảo vệ công ty bên này là được rồi. Trên mặt của Tiểu Tình tràn đầy căm giận, Hoàng Thiên Giải Trí ỷ vào đám xã hội đen chống lưng mà hoành hành ngang ngược như vậy, chẳng lẽ không ai có thể quản được chúng hay sao? Bên cửa sổ, Giang Yên Nhiên buồn rầu nói, bối cảnh của những người đó sâu như vậy, đều là loại cùng hung cực ác, ai mà dám quản. Đông Tử lầm bầm lầu bầu nói, chỉ bằng mọi người cùng nhau rời bỏ chư thần thời đại là được rồi. Sau khi Đông Tử nói xong câu đó, Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên, và cả Hàn Thiên Vũ mới vừa rồi một mực trầm mặc không hề mở miệng, bốn người cơ hồ đều đồng thanh lên tiếng. Không được. Bốn người nhìn nhau một cái, lại rơi vào trầm mặc. Cung Húc hừ một tiếng giận dữ, đi gì mà đi. Chư thần thời đại chính là tâm huyết của Diệp ca ca. Giang Sơn mà Diệp ca ca gầy dựng nên cho chúng ta, làm sao có thể chắp tay nhường lại cho người khác. Nếu như chúng ta đi rồi, không thấy phụ lòng Diệp ca ca sao. Vẻ u ám trên mặt Giang Yên Nhiên tất cả đều đã biến thành kiên định, tóm lại tôi cũng sẽ không đi. Lạc Thần cũng tiếp lời, tôi muốn ở lại, chờ Diệp ca trở về. Hàn Thiên Vũ đầy nhu hòa trấn an mọi người, tình huống hiện tại cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Dù sao sức ảnh hưởng của chúng ta vẫn còn, bọn họ cũng không dám làm căng quá mức. Mặc dù Hàn Thiên Vũ nói như vậy, nhưng sắc mặt của mấy người cũng không hề hòa hoãn chút nào. Trong lòng họ đều biết, cái đám giang hồ kia rất khó giải quyết. Cung Húc giống như thú cưng bị bỏ rơi, nức nở ủ rũ, đập đầu vào gối, nằm bẹp ở trên bàn trà, Diệp ca ca. Tôi thật sự nhớ Diệp ca ca. Chương 1731, ở bên ngoài nuôi chó. Nghe Cung Húc ủ rũ lẩm bẩm, bên trong căn phòng lâm vào một sự yên lặng trầm mặc quỷ dị. Đúng vậy. Làm sao có thể không nhớ? Cô gái tài hoa tỏa sáng lung linh rực rỡ như vầng thái dương đó. Phảng phất như không có chuyện gì mà nàng không làm được, phảng phất như vô luận lúc nào nàng cũng đều có thể sáng tạo nên kỳ tích, phảng phất như chỉ cần có nàng chống lưng, liền có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn, xua tan đi hết thảy bóng tối. Không nghi ngờ chút nào, ở trong cảm nhận của tất cả mọi người, nàng là linh hồn của chư thần thời đại. Phí Dương nhớ đến Diệp Oản Oản, than nhẹ một tiếng, chỉ sợ lần này. Huynh muội Diệp gia gặp phiền toái không nhỏ, đã tự lo thân không xong. Lạc Thần, gần đây Diệp ca có liên lạc với mọi người không? Toàn bộ mọi người bên trong phòng đều lắc đầu một cái. Giang Yên Nhiên mặt đầy nghiêm túc, hy vọng Oản Oản không có việc gì. Coi như có lợi hại hơn nữa, có năng lực tốt hơn đi nữa, cũng bất quá chỉ là một cô gái. Cha và ca ca đều bị bắt vào tù, đám dòng thứ bên kia lại có quan hệ với lũ giang hồ ngoài đường. Nàng có thể tự vệ cũng đã rất không dễ dàng rồi, không có tin tức vẫn là tốt hơn. Diệp Oản Oản đến nay đã mất tích hơn mấy tháng, cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian, vô thanh vô ảnh, vô luận bọn họ cố gắng thế nào cũng đều không thể liên lạc được. Có người nói nàng ôm tiền lẻn đi, trốn ra nước ngoài, thậm chí có người còn nói nàng đã chết rồi. Cung Húc đè nén vẻ hốt hoảng và lo lắng nơi đáy mắt, nổi giận đùng đùng, cô ấy chính là người mà tiểu gia tôi coi trọng, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Một ngày nào đó Diệp ca ca của tôi sẽ cưỡi mây đạp gió quay trở về đón tôi đấy. Kính cong. Ngay vào lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tôi đi mở cửa, Tiểu Tình vội vàng đặt mấy bộ đồ trong tay xuống, đứng dậy chạy về phía cửa chính. Ai vậy? Tiểu Tình kéo cửa ra, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên một cái. Sau đó, trong nháy mắt khi nhìn rõ người đang đứng ở trước cửa là ai, cô bỗng ngây ngẩn cả người, Diệp. Diệp, Tiếng thét chói tai của Tiểu Tình đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mấy người bên trong nhà. Đám người Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần vội vàng đứng dậy đi về phía cửa, còn tưởng rằng là những người đó lại tới tìm phiền toái. Tiểu Tình, có chuyện gì xảy ra? Hàn Thiên Vũ thần sắc lo lắng. Diệp ca ca, là Diệp ca ca Tiểu Tình mừng rỡ rít gào, cơ hồ muốn banh cả nóc nhà. Cùng lúc đó, mấy người cũng chạy ra cửa. Mọi người chỉ thấy, nơi cửa là một cô gái mặc một bộ đồ màu đen bình thường, đang phong phong trần trần đứng ở nơi đó. Thì, bảo bối, thật cao hứng khi thấy cô nhiệt tình với tôi như vậy tương đương, cô gái nhìn Tiểu Tình kích động đến mức suýt nữa đã ngất đi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó, nàng nâng con ngươi lên, nhìn về những gương mặt khác nhau ở phía sau. Thấy tất cả đều đang ngơ ngơ ngác ngác, mới cười nhẹ một tiếng, hi, đã lâu không gặp. Vẫn là gương mặt xinh đẹp động lòng người đó,
lại thật giống như có chỗ nào đó thay đổi, có vẻ hơi xa lạ. Nhưng trong nháy mắt khi cô khẽ cười lên một tiếng, cảm giác quen thuộc kia lập tức quay trở về. Quen thuộc đến mức, khiến cho người ta rơi lệ. Diệp ca, Oản Oản, gào, Diệp ca ca, miệng của tiểu gia quả thật là linh quá đi mất, cô thật sự đã cưỡi mây đạp gió quay trở về đón tôi. Cung Húc đẩy Giang Yên Nhiên và Lạc Thần ra, nhào tới Diệp Oản Oản như một con chó husky đứt dây cương vậy. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt khi Cung Húc nhào vào trong ngực Diệp Oản Oản, sau lưng của nàng, một thiếu niên mặt đầy lạnh lùng nhanh chóng tiến lên, giống như thần hộ vệ ngăn cản Cung Húc đến gần. Cung Húc nhìn gã thiếu niên đẹp trai mặt đầy lạnh lùng đột nhiên ngăn mình lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp đó mặt đầy khiếp sợ giống như bị sét đánh. Hắn bày ra bộ dáng như thể chồng mình lạc lối vườn hoa ngắt bướm bên ngoài, còn mình thì là cô vợ nhỏ đầy đau khổ chờ chồng, quả thật là đau lòng đến bất tỉnh, Diệp ca. Cô lại có thể lén giấu tôi, ở bên ngoài nuôi một con chó khác. Chương 1732, không não, sủa gì đấy. Cô lại có thể lén giấu tôi, ở bên ngoài nuôi một con chó khác. Tiếng gào khủng khiếp từ phía đối diện ập tới, màng nhĩ Diệp Oản Oản đều đã sắp bị gào thủng rồi. Ngay tại thời điểm Cung Húc lâm vào tan vỡ, nơi bả vai của Diệp Oản Oản đột nhiên lại ló ra thêm một cái đầu, bắt đầu nháy mắt một cái, ai? Chó, ở đâu, ở đâu? Cung Húc nhìn chằm chằm mặt của bắt đầu, sửng sốt một giây đồng hồ, trực tiếp nổ tung tại chỗ cô lại còn nuôi tới hai con. Diệp Oản Oản, quả thật là đủ lắm rồi. Thất tinh là bởi vì sợ đám người trong nước hoa gây bất lợi cho nàng, không yên tâm để nàng đơn độc đi một mình, cho nên mới đi cùng nàng. Bắt đầu thì lại nghe nói là có thể gặp được nữ thần, nên mới nhất định đòi đi theo. Sớm biết gà bay chó sủa như vậy, nàng đã tới một mình rồi. Đừng nói Cung Húc hiểu lầm, ngay cả đám người Lạc Thần ở phía sau, khi nhìn thấy bên người Diệp Oản Oản là hai thiếu niên xa lạ, tướng mạo bắt mắt, cũng đều có chút kinh ngạc. Diệp ca, hai vị này là... Lạc Thần trần chờ hỏi thăm. Chẳng lẽ là nghệ sĩ Diệp ca mới thu? Phản ứng đầu tiên của mọi người đều là như vậy. Sau khi về nước, ngay cả đại trưởng lão và tam trưởng lão đều được Diệp Oản Oản tút lại phong cách cho ổn thỏa một phen, chứ đừng nói là những hạt giống tốt như Bắc Đầu và Thất Tinh. Diệp Oản Oản xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, đã trang điểm và mặc cho hai người không ít trang phục và đạo cụ, giờ phút này đứng ở bên cạnh nàng, hình tượng hoàn toàn không thua gì nghệ sĩ. Trên người bọn họ cũng đều có một cỗ khí chất và phong độ vô cùng đặc biệt, rất dễ nhận ra, khó tránh khỏi khiến cho người khác hiểu lầm. Ánh mắt Phí Dương tỏa sáng, quan sát hai người, tổng thanh tra Diệp, họ là nghệ sĩ mà cô mới thu nhận ở bên ngoài à. Cung Húc vẫn là bộ dáng thiếu nữ bị phản bội vượt quá sức chịu đựng, Diệp ca, cô còn nói là trừ tôi và tên ngốc thì sẽ không thu nhận thêm người cơ đấy. Kết quả thoáng cái đã mang theo hai người quay trở lại. Diệp Oản Oản cạn lời, tên không não kia, sủa cái gì đấy. Hai người này là bạn của tôi, không phải là nghệ sĩ mà tôi thu nhận. Bạn. Cung Húc nghe vậy, nhìn bắt đầu một chút, lại nhìn Thất Tinh một chút, sau hồi lâu nhìn chằm chằm khuôn mặt của hai người, sau đó quả quyết khẳng định, mặt của bọn họ một chút sức thuyết phục cũng không có. Diệp Oản Oản sậm mặt lại, vò vò cái đầu ổ gà của Cung Húc một cái, đã lâu như vậy không gặp, số tuổi của cậu làm sao lại không tăng lên được chút nào vậy hả? Vẫn, ngây thơ, như vậy. Cung Húc nghe nói như vậy, cũng không biết là hiểu lệch theo hướng nào, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng. Bỗng đột nhiên trở nên vui vẻ, đó là đương nhiên. Tiểu gia đây bảo dưỡng da rất tốt. Diệp Oản Oản. Sau một phen làm ầm ĩ, Diệp Oản Oản dẫn theo Bắc Đầu và Thất Tinh vào phòng. Oản Oản, Giang Yên Nhiên đỏ mắt ôm lấy Diệp Oản Oản, quá tốt rồi. Cậu không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Cậu mất tích lâu như vậy, chúng mình đều lo lắng gần chết. Xin lỗi, khi đó mình gặp phải một ít chuyện. Không có cách nào liên lạc được với mọi người. Không sao, không sao, cậu trở lại là tốt rồi. Đúng rồi, giới thiệu một chút, hai vị này là bằng hữu mà tôi quen biết ở nước ngoài, Bắc Đầu và Thất Tinh. Diệp Oản Oản giới thiệu sơ lược cho mọi người. Tên thật là đặc biệt, chào các cậu, đám người Giang Yên Nhiên đều lần lượt chào hỏi, tự giới thiệu mình một chút. Chỉ có Cung Húc hừ hừ nheo mắt, mặt vẫn đầy cảnh giác. Bắc Đầu kích động không thôi. Nhìn ngắm Giang Yên Nhiên, chào nữ thần. Tôi lại có thể gặp được cô ở ngoài đời thật. Nữ thần, tôi là fan não tàn của cô đấy. Cô thật sự là nghệ sĩ thủ hạ của Phong. À, Diệp tỷ sao? Thất Tinh chẳng qua chỉ hơi gật đầu một cái.
nhìn thái độ Diệp Oản Oản và những người này rất quen thuộc, mới buông lỏng cảnh giác. Bắt đầu thì lại đặc biệt dễ gần, trong chốc lát đã làm quen cùng với mọi người rồi. Chương 1733, đã sắp ủy khuất đến nghẹn. Không được, tôi ghen, Diệp ca, người đầu tiên cô tìm sau khi về nước lại là Thiên Vũ ca. Cung Húc mặt đầy ghen tức mà than phiền. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, trả lời như đúng rồi, chuyện này không phải là chuyện đương nhiên sao. Diệp ca, cô thật là quá đáng. Cung Húc nhất thời giận đến muốn đánh người, nhưng lại không có cách nào phản bác. Tới trước tới sau, ai bảo Diệp ca quả thật là quen biết Thiên Vũ ca sớm nhất, quan hệ cũng là tốt nhất. Diệp Oản Oản ngừng đùa giỡn, trở lại vẻ nghiêm túc, khoảng thời gian tôi rời đi này, mọi người có khỏe không? Thật ra thì tìm Hàn Thiên Vũ là bởi vì, muốn tìm hiểu tình hình công ty nhanh nhất, tìm Hàn Thiên Vũ là thích hợp nhất. Không nghĩ đến mọi người đều ở đây, cũng tiện cả đôi đường. Diệp Oản Oản hỏi đến đây, nhất thời tất cả sự ủy khuất của Cung Húc đều bộc phát ra, đang định thao thao bất tuyệt mà chút bầu tâm sự. Nhưng còn không đợi Cung Húc mở miệng, bên hông lại đột nhiên bị Lạc Thần nhéo một cái, gào, lên một tiếng đầy đau đớn. Đệt, tên ngốc, cậu nhéo tôi làm gì? Cung Húc thở phì phò, trợn mắt nhìn sang. Lạc Thần nhìn cũng không hề nhìn Cung Húc lấy một cái, cứ như thể người mới vừa rồi nhéo cậu ta không phải là mình, sắc mặt không có bất kỳ khác thường nào. Nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, Diệp ca, xin yên tâm, chúng tôi đều tốt vô cùng. Cung Húc, đệt, tốt cái gì mà tốt, có chỗ nào mà tốt, đồ của tiểu gia đây bị người ta lột, đã sắp ủy khuất đến nghẹn rồi đây này. Sao chấm nước mắt sao? Lúc trước khi chư thần thời đại còn chưa bị thu mua, công ty có ai dám để cho hắn bị ủy khuất? Hắn chính là đại vương, là sủng vật của công ty, là bảo vật trấn tự. Nhưng bây giờ thì sao, đều đã nhanh thành cháu trai rồi. Cung Húc vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Lạc Thần nhéo thêm một cái. Diệp Oản Oản nhớ lại tin tức xem được lúc còn ở Độc Lập Châu, chư thần thời đại bị Hoàng Thiên Giải Trí thu mua rồi. Nghe được câu này, biểu cảm của đám người Lạc Thần đều ảm đạm đi vài phần. Rất nhanh, Hàn Thiên Vũ mở miệng nói, Diệp Bạch, thật xin lỗi, không bảo hộ được công ty. Bất quá, dưới tình huống khi đó, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Diệp Tổng, Diệp Mộ Phàm dính líu tới mưu sát, công ty bị ảnh hưởng rất lớn, vốn liếng đứt gãy, đã gần tiếp cận phá sản. Việc Hoàng Thiên thu mua mặc dù là thừa dịp cháy nhà mà hôi của, nhưng bất quá ít nhất cũng bảo vệ được công ty. Trước mắt Diêu Giai Văn tạm giữ vị trí của Diệp Tổng, công ty vận hành coi như ổn định. Hàn Thiên Vũ nói đến phần sau, biểu tình đã rất lạnh nhạt, sức mạnh trấn an lòng người trời sinh nơi đáy mắt, dường như đã bị một lớp bụi mù bao phủ lấy hoàn toàn. Cứ như thể là chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa, mà bọn họ cũng không hề chịu bất kỳ ủy khuất hay đối xử không công bằng nào. Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy phức tạp nhìn về phía đám người Hàn Thiên Vũ, Hoàng Thiên có làm khó mọi người hay không? Giang Yên Nhiên vội mở miệng nói, mặc dù đã bị thu mua rồi, nhưng bất quá địa vị của mọi người vẫn còn đó, bọn chúng cũng không dám làm gì quá đáng. Theo như Hàn Thiên Vũ và Giang Yên Nhiên nói mà xem, việc để cho Hoàng Thiên thu mua công ty là lựa chọn khi đó của bọn họ, cũng là quyết định hợp lý nhất. Nhưng mà, tình huống thực tế, lại hoàn toàn không phải như vậy. Làm sao có thể lại đem công ty mình tự tay sáng lập chắp tay nhường lại cho đối thủ một mất một còn. Khi đó, tất cả mọi người bọn họ đều liều chết chống cự, dùng hết tất cả sức mạnh để giữ lại công ty. Vốn là liều mạng, cũng không nhất định không có cách nào vượt qua được cửa ải khó khăn này. Dù sao trước khi Diệp Oản Oản rời khỏi công ty, căn cơ của công ty cũng đã vững vàng, nhân duyên trong giới giải trí cũng không tệ. Mắt thấy công ty từng chút chuyển biến tốt, mãi đến khi thế lực sau lưng Hoàng Thiên Giải Trí tham gia. Hồng Hưng Hội là tổ chức xã hội đen có lịch sử lâu đời nhất Hoa Quốc, chi nhánh trải rộng toàn bộ châu Á, bối cảnh sâu không lường được. Những năm gần đây bọn chúng bắt đầu giao thiệp với giới giải trí, lợi dụng giới giải trí để rửa tiền. Chương 1734, ảnh đế, ảnh hậu cùng báo kỹ thuật diễn xuất. Hoàng Thiên Giải Trí cũng không biết là làm cách nào móc nối được với tổ chức này, lợi dụng bối cảnh vốn có trong giới giải trí, cùng với thế lực Hồng Hưng Hội, bức bách bọn họ dùng giá cả cực kỳ rẻ mạt, cưỡng ép thu mua chư thần thời đại. Thậm chí còn dùng thủ đoạn làm cho người ta phẫn nộ đến cực điểm. Bọn chúng mua được Diêu Giai Văn, lợi dụng sự tín nhiệm của bọn họ đối với Diêu Giai Văn, để cho ả ta hỗ trợ từ bên trong bắt cóc Giang Yên Nhiên, buộc người đại diện công ty khi đó là Hàn Thiên Vũ ký kết hợp đồng thu mua cực kỳ bất bình đẳng.
nếu như Diệp Oản Oản biết những sự thật này, hắn khó có thể tưởng tượng ra, với tính tình của nàng, sẽ làm ra những việc gì. Dưới tình huống khó giải quyết như bây giờ, nếu như Diệp Oản Oản tùy tiện dính vào, quá sức nguy hiểm. Những người đó căn bản là không có chút nhân tính hay quan niệm đạo đức nào, thậm chí không quan tâm cả luật pháp. Tình hình bây giờ của Diệp Oản Oản đã quá chật vật, cha và anh trai vẫn còn đang ở trong tù, bị Diệp gia nhằm vào. Tuyệt đối không thể để cho nàng lại bởi vì chuyện của công ty mà mạo hiểm. Coi như nàng có lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Trong nhà còn đang xảy ra chuyện lớn như vậy. Về điểm này, Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên không nghi ngờ chút nào, trực tiếp cùng nhau nhất trí. Mà Cung Húc vốn đang kích động vì được gặp lại Diệp Oản Oản, cũng nhanh chóng hiểu ra. Cung Húc vốn nguyên bản đang nổi giận đùng đùng, bỗng nháy mắt một cái, nhìn Lạc Thần một chút, nhìn Giang Yên Nhiên một chút, lại nhìn Hàn Thiên Vũ một chút. Bọn họ sở dĩ ngăn cản hắn nói cho Diệp ca, có lẽ là vì không muốn để nàng tự đặt mình vào nguy hiểm. Cung Húc mấp máy môi, đột nhiên ý thức được, mới vừa rồi hắn quá mức kích động. Vì vậy, Cung Húc nhất thời thức tỉnh kỹ năng ảnh đế, phối hợp với ảnh đế giải thưởng Kim Lan Lạc Thần, ảnh hậu giải thưởng Kim Lan Giang Yên Nhiên, cùng với ảnh đế quốc tế Hàn Thiên Vũ, tỏ vẻ đầy phách lối mở miệng nói, đệt. Tiểu gia là ai chứ? Ai dám làm khó chúng tôi? Tiểu gia bây giờ đang có nhân khí no. Một giới giải trí, bọn họ ngày ngày dâng hương cho tôi thì còn chấp nhận được. Hàn Thiên Vũ nhìn Cung Húc, thấy hắn phối hợp như vậy, bỗng thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Hàn Thiên Vũ không chỉ có kỹ thuật diễn xuất tốt, mà anh cũng hiểu rõ Diệp Oản Oản hơn, suy tính càng nhiều hơn, cũng biết rằng nếu nói quá giả tạo thì Diệp Oản Oản cũng sẽ không tin tưởng. Vì vậy nửa thật nửa giả mà mở miệng nói, Oản Oản, tôi cũng không dối gạt cô, hiện tại, Diêu Giai Văn đã là người của Diệp Y Y bên kia. Người ta giờ ở trên cao rồi, không cùng lý tưởng thì không thể chung tiếng nói, một điểm này cũng không có gì đáng bàn. Bất quá cũng còn tốt, về mặt tình cảm ngày trước, cô ta đối xử với những người quen cũ này cũng không tệ lắm, mọi người cũng coi như bình an vô sự. Kỹ thuật diễn xuất và chỉ số thông minh của Cung Húc cũng đã online rồi, tiếp tục phối hợp với Hàn Thiên Vũ nói, con ả kia cũng quá mức ghê tởm, vì lên chức mà lại có thể tạt nước bẩn lên người của cô. Bất quá Diệp ca, cô yên tâm, khi đó chúng tôi đã cùng nhau lên mạng cải chính tin đồn rồi, toàn bộ đều ủng hộ cô. Hơn nữa bọn họ nói miệng không bằng chứng, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với cô. Fan cũng rất là tin tưởng cô đấy. Đúng vậy, Oản Oản, cậu cứ chuyên tâm xử lý việc của anh cậu và Diệp Thúc Thúc là tốt rồi, chúng mình bên này không cần quan tâm. Giang Yên Nhiên an ủi. Bốn người phối hợp vô cùng ăn ý, không có bất kỳ sơ hở nào. Phí Dương và Tiểu Tình, còn có Đông Tử cũng không hề lắm mồm. Diệp Oản Oản nghe đám người Hàn Thiên Vũ cùng hùa vào nói, một vệt ám mang nơi đáy mắt không dễ dàng phát giác thoáng qua, mở miệng cười nói, tôi đây an tâm rồi, không có việc gì là tốt rồi. Thật ra thì, người nên nói xin lỗi là tôi, dù sao lần này là chuyện nhà chúng tôi đã làm liên lụy đến công ty. Hiện tại công ty bị thu mua, mọi người cứ an tâm phát triển sự nghiệp của mình, tận lực phủi sạch quan hệ với chúng tôi bên này. Chương 1735, phương thức ôn nhu một chút. Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, Hàn Thiên Vũ liền ôn nhu mở miệng, Diệp Bạch, cô nói lời này quá khách khí rồi. Với quan hệ của chúng ta, tôi cũng không muốn nhiều lời. Nhưng không có cô, cũng sẽ không có tôi, cũng không có chư thần thời đại chúng ta. Hiện tại cô gặp phải khó khăn, chúng tôi tự nhiên sẽ cùng cô đứng chung một phía. Điểm này, vô luận là bất cứ lúc nào cũng sẽ không thay đổi. Lạc Thần nghe vậy lập tức gật đầu một cái, trên mặt là biểu cảm giống y chang Hàn Thiên Vũ. Giang Yên Nhiên ôm Diệp Oản Oản một cái, Oản Oản, không được nói cái gì mà làm liên lụy. Nếu không mình sẽ rất tức giận đấy. Chuyện của anh cậu và Diệp Thúc Thúc chúng mình cũng đang liên lạc luật sư, đang suy nghĩ biện pháp, cậu đừng quá lo lắng. Diệp Oản Oản nhìn những người bạn trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, cảm ơn. Bởi vì chờ lát nữa Hàn Thiên Vũ bọn họ đều còn có việc phải làm, Diệp Oản Oản cũng không tiện ở lâu, trò chuyện một chút liền rời đi. Diệp Oản Oản vừa mới đi, Cung Húc nhất thời đặt mông ngồi bệch ở trên thảm, con bà nó. Cuối cùng cũng diễn qua được cảnh này. Nói xong lập tức nhảy cẫng lên, đem áo của chính mình kéo lên, chỉ vào phần hông, mẹ nó. Tên ngốc đáng chết, cậu nhắc nhở tôi có thể dùng phương thức ôn nhu một chút được không? Hông của tiểu gia đây đều bị cậu nhéo bầm tím rồi. Lạc Thần không nói gì,
chẳng qua vẫn dùng ánh mắt hờ hững trước sau như một nhìn hắn một cái, hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng hắn. Cung Húc biết mình thiếu chút nữa làm lộ tẩy, cũng có chút đuối lý, bất quá vẫn đầy đắc ý mở miệng nói, như thế nào hả? Năng lực ứng biến và kỹ thuật diễn xuất của bổn thiếu gia không tệ chứ? Lạc Thần mặt không đổi sắc mà phê bình, quá lố. Cung Húc nhất thời chừng ngược lại, đánh giấm. Rõ ràng là xuất thần nhập hóa, bổn thiếu gia chính là ảnh đế. Giang Yên Nhiên có chút không yên lòng, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ nói, có chắc là lừa gạt được cô ấy chứ? Hàn Thiên Vũ thật ra thì cũng có chút không cách nào xác định được, cười khổ nói, hẳn là như vậy đi. Phí Dương ở một bên vừa xem xong toàn bộ quá trình báo kỹ thuật diễn xuất của các vị ảnh hậu, ảnh đế, vội mở miệng nói, các cậu rốt cuộc là lo lắng cái gì nữa chứ? Ba ảnh đế, một ảnh hậu, Diệp Bạch làm sao có thể nhìn ra? Hơn nữa cô ấy hiện tại đang lo lắng chuyện của cha và anh trai bên kia, phỏng chừng cũng không lo nổi bên này. Giang Yên Nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng là như thế. Lạc Thần nhìn về phía Cung Húc, hơi chần chờ, hiếm thấy lên tiếng, cậu ngày mai. Tự mình cẩn thận. Cung Húc kinh ngạc nhíu mày, dường như không nghĩ tới Lạc Thần sẽ quan tâm đến mình, ngay sau đó nhất thời ngẩng cao đầu nói, tiểu gia là ai chứ? Còn không có ai có thể khiến cho bổn thiếu gia ăn thua thiệt, cậu vẫn là nên tự lo lắng cho chính mình đi. Bên trong xe. Dẫn theo Bác Đầu và Thất Tinh rời khỏi cửa chính biệt thự của Hàn Thiên Vũ, sau khi lên xe, nụ cười dịu nhẹ và ấm áp trên mặt Diệp Oản Oản nhất thời tan biến không còn dấu tích. Ha, một hồi lâu sau, Diệp Oản Oản rũ con ngươi, đột nhiên thấp giọng cười một tiếng. Một bên Bác Đầu nghe xong, gãi đầu một cái, mặt đầy ngơ ngác, Phong tỷ, tỷ cười cái gì vậy? Diệp Oản Oản khẽ cười, biểu tình trên mặt lại có chút bất đắc dĩ, tôi rất vui vẻ yên tâm. Ảnh đế ảnh hậu tự tay tôi bồi dưỡng ra, kỹ thuật diễn xuất quả thật rất tốt. Hả, có ý gì? Bắt đầu mặt đầy vẻ không hiểu. Thất Tinh thì lại nhìn về phía Diệp Oản Oản, vẻ mặt như đang nghĩ tới điều gì đó. Diệp Oản Oản không trả lời, nụ cười nơi khóe miệng lãnh đạm đi, nói, bắt đầu, cậu tiếp tục theo dõi tình hình Diệp gia bên kia. Thất Tinh, cậu lập tức giúp tôi đi tra rõ tất cả mọi chuyện của chư thần thời đại và hoàng thiên giải trí phát sinh mấy tháng nay. Bao gồm tất cả chi tiết và quá trình nửa tháng trước Hoàng Thiên Giải Trí thu mua công ty của tôi. Thất Tinh gật đầu đáp lời, vâng. Chương 1736, hy vọng ngủ một giấc. Độc Lập Châu. Trong một trang viên phong cách châu Âu cổ xưa nào đó, bốn phía phòng bị xâm nghiêm. Nếu như có người biết, hôm nay ở trong trang viên này có những người nào hẹn gặp nhau, nhất định sẽ sợ đến mặt không còn chút máu. Tổ chức tội ngục ẩn nấp nhiều năm. Ba vị thủ lĩnh của các thế lực nòng cốt Atula, Thiên Ngân, Đồ Môn sau nhiều năm tan rã, lần đầu tiên gặp lại. Khương Viêm và Lâm Khuyết Hiên lặng canh ở ngoài cửa, mãi đến khi sắc trời dần dần tối lại, ánh chiều tà le lói. Đang yên lặng chờ đợi ở ngoài cửa, điện thoại di động của Khương Viêm đột nhiên vang lên. Khương Viêm chậm rãi đi sang một bên nhận điện thoại. Ngươi nói cái gì? Người bên đầu kia điện thoại cũng không biết đã nói cái gì, sắc mặt của Khương Viêm nhất thời âm trầm xuống. Tiếp tục theo dõi cẩn thận cho ta. Sau khi dặn dò xong câu này, Khương Viêm cúp điện thoại. Một bên, Lâm Khuyết thấy vậy, nhìn về phía Khương Viêm hỏi thăm, sao vậy? Nhìn mặt cậu cứ như thể vừa mới ăn phân vậy. Khương Viêm mặt đầy tức giận mà trả lời, Bạch Phong đã rời khỏi Độc Lập Châu rồi. Lâm Khuyết nghe vậy, nhất thời hơi nhíu mày, tin sốt dẻo à nha, Diệp Oản Oản rời khỏi Độc Lập Châu rồi sao? Nhà đầu này gần đây không phải là vẫn vắt óc tìm muôn phương ngàn kế muốn lột trần lớp vỏ bọc của Tư Dạ Hàn hay sao? Làm sao lại đột nhiên rời khỏi Độc Lập Châu rồi vậy hả? Cô ấy đi đâu? Lâm Khuyết hỏi theo bản năng. Khương Viêm cả giận nói, Hoa Quốc, nhận một nhiệm vụ rác rưởi gì mà đi thu thập đám lính đánh thuê đào ngũ. Nhiều thì mất 5-3 tháng, ít thì cũng phải 1-2 tháng mới có thể hoàn thành. Nhiệm vụ kia căn bản cũng không phải đơn giản như cô ta tưởng tượng. Làm không cẩn thận sợ là ngay cả mạng nhỏ cũng chẳng còn. Đúng là đồ điếc không sợ súng. À, không phải là cậu nói rất không ưa cô ta sao? Làm sao, cô ta mất đi mạng nhỏ không tốt sao? Lâm Khuyết cười hỏi. Tôi không quan tâm cô ta sống hay chết. Chủ thượng chúng phải tình cổ, trong vòng 3 tháng không có thuốc giải chắc chắn phải chết. Hiện tại thuốc giải vẫn còn chưa tìm được. Nếu như lúc này cô ta chết rồi, vậy thì chủ thượng. Lâm Khuyết tỏ vẻ đã hiểu rõ. Gật đầu một cái, cho nên, cậu hy vọng cô ta có thể lên giường cùng với chủ thượng, cùng ngủ một giấc để giải độc.
Khương Viêm sắc mặt cứng đờ, mạch máu gần cổ đỏ ửng cả lên, nằm mơ. Lâm Khuyết lắc đầu, chậc chậc chắt lưỡi. Nhìn bộ dáng gã Khương Viêm này coi Diệp Oản Oản như nước lũ và mãnh thú, rất sợ nàng sẽ làm nhục ông chủ nhà mình kia. Nếu như cậu ta biết, chủ thượng nhà mình đã sớm bị đè cũng không biết sẽ có phản ứng gì. Bất quá, nhà đầu kia quay trở về lại Hoa Quốc rồi, đây chẳng phải là nói. Ánh mắt Lâm Khuyết lóe lên, đang trầm ngâm, cửa chính trang viên rốt cuộc cũng mở ra. Vóc người cao giáo của chàng trai, ăn mặc một thân Âu phục cấm dục theo phong cách phục cổ đen tuyền như màn đêm, gương mặt tuyệt đẹp ẩn chứa băng xương, chậm rãi từ bên trong đi ra. Chủ thượng, Khương Viêm và Lâm Khuyết lập tức tiến lên đón. Khương Viêm nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình, có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lâm Khuyết thì lại chẳng có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp mở miệng cười nói, vừa vặn, có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết. Tin tức tốt. Tu La chủ nhìn về phía Lâm Khuyết với một vẻ đầy lãnh đạm. Lâm Khuyết cười híp mắt mở miệng nói, nhà đầu kia nhận một nhiệm vụ cấp A của học viện Xích Diễm, đi bắt lính đánh thuê đào ngũ, đã trở về Hoa Quốc rồi. Trong nháy mắt khi Lâm Khuyết dứt tiếng, con người của chàng trai nhất thời hơi co rúm lại mấy phần. Một giây kế tiếp, nam nhân cơ hồ là không hề suy nghĩ, liền trực tiếp mở miệng nói, sắp xếp lịch trình tháng sau đi Hoa Quốc. Khương Viêm nghe nói như vậy, nhất thời trợn to hai mắt, mặt không cách nào tin tưởng được. Cái gì? Ông chủ nghe được tin nữ nhân kia đang ở Hoa Quốc, lại có thể lập tức muốn đi theo đến Hoa Quốc. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ chủ thượng thật sự không ngại chịu ủy khuất, dùng phương thức kia để giải độc? Chương 1737, bởi vì tín nhiệm. Khương Viêm quả thật là tự trách mình đến mức muốn đập đầu vào gối tự sát. Nếu không phải là vì hắn không thể bảo vệ tốt chủ thượng, cũng sẽ không để cho yêu nữ kia có thể lợi dụng. Lâm Khuyết ngược lại tỏ vẻ, tôi biết ngay mà, trả lời, ok, biết rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Tư Dạ Hàn chính là bởi vì bị nha đầu kia từng bước ép sát mà sứt đầu mẻ trán, hầu như đã sắp không thể tiếp tục lừa gạt nữa rồi. Vừa vặn vào lúc này nha đầu kia đã trở về Hoa Quốc, anh ta chỉ cần sắp xếp một người ở lại Độc Lập Châu giả trang Tu La chủ. Sau đó trở về khôi phục lại thân phận của Tư Dạ Hàn, liền có thể gạt bỏ đi sự hoài nghi của nàng ta. Sáng ngày hôm sau, sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Thất Tinh đi suốt đêm tra xét chuyện đã xảy ra với chư thần thời đại, sau đó đem toàn bộ báo cáo lại cho Diệp Oản Oản. Phong tỷ, đã điều tra xong, chuyện thu mua không đơn giản như vậy. Khi đó tình hình của chư thần thời đại mặc dù không mấy lạc quan, nhưng không đến nỗi phải bán công ty đi. Thậm chí khi đó Hoàng Thiên đưa ra giá thu mua rất cao, vừa đấm vừa xoa, nhưng đám người Hàn Thiên Vũ cũng không hề thỏa hiệp. Ngón tay của Diệp Oản Oản gõ nhẹ lên trên bàn thủy tinh trước mặt, tiếp tục nói. Thật ra thì kỹ thuật diễn xuất của Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên bốn người này đúng là không chê vào đâu được. Nhưng Diệp Oản Oản có thể nhìn ra chỗ không đúng, không phải bởi vì kỹ thuật diễn xuất của bọn họ có sơ hở, mà là bởi vì sự tín nhiệm. Nàng tin tưởng bọn họ sẽ không bán đi công ty, cũng tin tưởng vào năng lực của bọn họ. Nhưng cuối cùng, câu chuyện hoàn toàn không giống với dự đoán của nàng. Như vậy, nhất định là có chỗ nào đó có vấn đề. Cho nên nàng mới bảo Thất Tinh đi điều tra. Vì vậy, Thất Tinh tiếp tục báo cáo, căn cứ theo điều tra của đệ, em gái họ và nhị tẩu của tỷ khoảng thời gian này đều âm thầm có liên hệ mật thiết cùng Hồng Hưng Hội. Sau khi tỷ rời đi, Diêu Giai Văn đảm nhiệm vai trò người đại diện của Giang Yên Nhiên, Cung Húc và Lạc Thần, rất được tín nhiệm. Vì vậy, bọn họ mua được Diêu Giai Văn, để cho cô ta và người của Hồng Hưng Hội trong ứng ngoại hợp, tránh thoát khỏi đám bảo vệ, bắt cóc Giang Yên Nhiên, dùng Giang Yên Nhiên để uy hiếp, khiến cho bọn họ không thể không đồng ý việc thu mua của Hoàng Thiên. Trong nháy mắt khi Thất Tinh dứt tiếng, sắc mặt của Diệp Oản Oản cơ hồ liền trầm xuống đầy lạnh lẽo. Nàng như thế nào cũng không thể nghĩ tới. Chính mình rốt cục vẫn còn đánh giá thấp trình độ vô sỉ của hai mẹ con kia và Hoàng Minh Khôn. Không nghĩ tới những kẻ đó có thể dùng biện pháp hạ lưu đến như vậy. Càng làm cho lòng nàng nguội lạnh, chính là sự phản bội của Diêu Giai Văn. Diêu Giai Văn là do nàng một tay tìm ra và bồi dưỡng, cơ hồ nàng không giấu giếm một chút nào đem kinh nghiệm của mình truyền dạy cho cô ta. Trước khi rời đi, thậm chí còn đem tất cả các nghệ sĩ trọng yếu nhất dưới tay nàng giao phó lại cho cô ta. Không nghĩ tới. Một bên, bắt đầu nhất thời lòng đầy căm phẫn mà nhảy cỡn lên, mẹ nó. Cái gì mà Hồng Hưng Hội, nghe cũng chưa từng nghe qua, lại dám bắt cóc nữ thần của đệ phải đánh chết bọn chúng.
một tổ chức bắt nguồn từ thành phố cảng, trước mắt có chút sức ảnh hưởng tại Hoa Quốc và một vài nơi ở châu Á. Thất Tinh mặt không đổi sắc, giải thích. Diệp Oản Oản đương nhiên đã nghe qua tên của Hồng Hưng Hội, quả thật là một thế lực khá lớn, nội tình rất sâu. Bất quá, những tổ chức ngầm như Hồng Hưng Hội, nếu như là thả vào Độc Lập Châu, quả thật là không khác gì một hòn đá thả vào biển cả. Đừng nói chi là so với một tổ chức làm cho người người ở Độc Lập Châu sợ hãi như không sợ minh. Lấy cho tôi lịch trình của bốn người bọn họ trong khoảng thời gian sắp đến. Diệp Oản Oản yêu cầu. Thất Tinh làm việc rất ổn thỏa, đã sớm điều tra kỹ càng, đem một phần văn kiện trong điện thoại di động chuyển cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhanh chóng nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào trên danh sách lịch trình hôm nay của Cung Húc. Hôm nay Cung Húc sẽ đi quay một bộ phim điện ảnh, nhìn tên bộ phim này rất quen mắt, thật giống như chính là bộ phim trước đó nàng đọc được khi còn ở Hoa Quốc, chuyên dùng cảnh xôi thịt giường chiếu để câu view. Chương 1738, không xứng so sánh với nhau. Phim trường quay bộ phim Xuân Phong Nhất Độ, giờ phút này, không khí nơi đây đầy khẩn trương, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Trong tay Cung Húc là chiếc ghế bị hắn lật ngã, miếng ly bể rơi đầy đất, Diêu Giai Văn. Khi đó cô dụ tôi ký bộ phim này cũng không phải là nói như vậy. Cô dùng loại chiêu trò rẻ tiền này để tuyên truyền, tôi đã nhìn cô rồi. Bây giờ cô lại thật đúng là bắt tôi cởi sạch để đóng loại phim này, để đi tranh một giải phim 18 cộng vớ va vớ vẩn ở ngoài nước. Cô nghĩ cô là ai? Nhân vật nữ chính bộ phim này là tình nhân một gã đại lão nào đó của Hồng Hưng Hội, vốn là một tiểu nghệ sĩ bất nhập lưu. Bây giờ được ký hợp đồng gia nhập Chư Thần Thời Đại, do Diêu Giai Văn tự mình dẫn dắt. Nếu như là đặt vào lúc trước, Cung Húc căn bản cũng không quan tâm diễn loại phim này. Nhưng còn bây giờ, Diệp Ca hao tốn tinh lực lớn như vậy, đem hắn đẩy lên được vị trí vinh quang kia, giúp hắn chuyển đổi hình tượng. Hắn làm sao có thể dễ dàng buông xuôi như vậy, vì một bộ phim chất lượng thấp kém mà phá hủy hết thảy mọi cố gắng của bọn họ bấy lâu nay. Trên chiếc ghế salon thuộc ra, trong tay Diêu Giai Văn bưng một ly cà phê ngồi ở chỗ đó, đối mặt với sự giận dữ của Cung Húc, lộ ra vẻ cực kỳ xem thường, Cung Húc, cậu quá ngây thơ rồi. Những người kiếm nhiều tiền trong giới này, ai mà không làm như vậy? Tiêu tốn thời gian và tinh lực lớn như vậy, đi quay một bộ phim không có người xem, coi như là lấy được một giải ảnh đế thì đã thế nào? Lợi nhuận mà nó đem lại, còn kém xa việc cậu cởi một bộ quần áo, lộ ra nhiều da thịt một chút. Cái loại phương thức tự cho mình là thanh cao này của Diệp Bạch, mù quáng theo đuổi sự chuyên nghiệp và kỹ thuật diễn xuất, căn bản cũng không thích hợp với cái nghề này, đã sớm nên bị loại bỏ rồi. Bất quá chỉ thời gian mấy tháng trôi qua mà thôi, trên người của Diêu Giai Văn đã hoàn toàn không nhìn ra cái bóng của sự giản dị túng quẫn ban đầu. Một thân trang phục và đạo cụ đắt tiền không thua gì minh tinh nghệ sĩ, trên cổ tay mang châu báu xa xỉ, mặc một bộ trang phục Chanel thiết kế riêng, bên cạnh là một tiểu trợ lý đi theo. Hoàn toàn là bộ dáng người đại diện kim bài, tràn đầy tự tin. Bên cạnh, đạo diễn và nhà sản xuất phim nghe vậy, tất cả đều liên tục phụ họa, vuốt mông ngựa, Diêu Tổng thật là cao kiến. Lời này của Diêu Tổng thật là thấu tình đạt lý. Cung Húc à, chúng ta vào nghề này không phải là vì kiếm tiền hay sao? Cần gì phải gây khó dễ? Diêu Tổng hoàn toàn là vì tốt cho cậu. Diêu Giai Văn nghe mấy vị đạo diễn và nhà sản xuất phim cũng đua nhau lấy lòng mình. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Trước đây cô nào có tư cách mà đứng gần mấy người này chứ? Nếu như nói, nguyên bản đầu nhập vào Diệp Y Y, cô còn có chút chột dạ, nhưng hiện tại, sau mấy tháng lấy được thân phận người đại diện kim bài và tổng giám đốc công ty, một chút áy náy và chột dạ kia đã hoàn toàn bị dẫm ở dưới chân. Cô giống như Diệp Oản Oản, cũng là người đại diện, dựa vào cái gì Diệp Oản Oản có thể lăn lộn trong giới đến mức trở tay tạo mây, phất tay làm mưa, mà cô lại chỉ có thể làm một ả người hầu. Ở trong giới này, muốn trở thành người trên người, vốn là phải không chừa thủ đoạn nào, không thể trách cô được. Cô tuyệt đối không muốn trở lại kiếp sống khom lưng khuỵu gối trước đây nữa. Coi như là loại ngang ngược càn rỡ như Cung Húc, bây giờ còn không phải là để mặc cho cô định đoạt sao. Cung Húc nhìn chăm chú ả đàn bà trước mặt mình, liên tục cười lạnh, Diêu Giai Văn. Cô bớt ở chỗ này làm ô nhiễm lỗ tai bổn thiếu gia. Cô còn mẹ nó cho rằng mình là ai vậy, thật coi mình là người đại diện của tiểu gia đây rồi hả? Chỉ bằng cô, xứng để so sánh được với Diệp ca của tôi sao? Nghe được câu này, chiếc mặt nạ lãnh đạm bình tĩnh ưu nhã của Diêu Giai Văn nhất thời bể tan tành, đáy mắt tràn đầy âm vụ. Sau khi tiếp quản công ty, điều cô kiêng kỵ nhất, chính là bị người khác đem ra so sánh cùng với Diệp Oản Oản.
ghét nhất, chính là những người luôn mồm luôn miệng đều nhớ kỹ Diệp Bạch này. Rõ ràng hiện tại chư thần thời đại đã là của cô rồi. Rõ ràng hiện tại cô mới là người đại diện của bọn họ. Chương 1739, người đại diện của Cung Húc. Siêu Giai Văn Diễu cợt cười một tiếng, a, cung ảnh đế quả là nhớ mãi không quên đối với Tổng Thanh Tra Diệp. Không biết là Tổng Thanh Tra Diệp mà cậu ngày nhớ đêm mong, tại thời điểm công ty lâm vào tuyệt cảnh đã ở nơi nào, tại thời điểm công ty bị thu mua lại ở nơi nào. Tôi quả thật không cần đánh đồng cùng với cô ta bất quá chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi, dựa vào cái gì mà so sánh cùng với tôi. Hiện tại nếu như cô ta trở lại công ty, ngay cả tư cách sách giày cho tôi đều không xứng. Cung Húc vành mắt đầy hung tợn, nơi đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, gần từng chữ một mở miệng, Diêu. Giai, Văn, ngươi lặp lại một lần nữa cho ta. Ngươi con mẹ nó lương tâm bị chó ăn rồi. Ban đầu nếu như không phải là nhờ Diệp ca, ngươi cũng sớm đã phải sớm cuốn chăn đệm về quê chăn bò rồi, hiện tại lại có thể lấy oán báo ân. Con mẹ mày, cái loại chẳng bằng một con chó. Ánh mắt Diêu Giai Văn trầm xuống, a, à, tôi lấy oán báo ân. Ban đầu Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là bố thí cho ăn mày, cho tôi một vị trí trợ lý nhỏ nhoi mà thôi. Mà hết thảy mọi thứ hôm nay đều là do tôi tự mình đoạt được, tôi không thẹn với lương tâm. Ngược lại nhìn cậu mà xem, thanh tỉnh một chút đi. Cậu cho rằng là hiện tại chư thần thời đại vẫn là nơi cậu có thể tùy tiện la lối om sòm hay sao? Hôm nay cảnh diễn này, cậu phải quay, không muốn cũng phải quay. Siêu Giai Văn nói xong, hướng về bên cạnh nháy mắt. Rất nhanh, lập tức có mấy gã đàn ông cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, sát khí ngập trời từ bên ngoài đi vào. Siêu Giai Văn cười lạnh nói, nào, chính cậu ngoan ngoãn quay, hay là để tôi cho người giúp cậu quay, cậu có thể tự chọn. Tôi khuyên cậu tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Cả người Cung Húc đều giận đến run người, một tay đem máy quay phim đẩy ra, đều cút ngay cho ta. Muốn quay tự các người đi mà quay. Siêu Giai Văn không nhanh không chậm mở miệng nói, không quay. Cũng được thôi, cậu không quay, tôi vẫn có thể tìm người khác như bình thường. Không bằng tìm Giang Yên Nhiên, tạo cho cô ta thêm một phân cảnh. Dù sao, hiệu quả quay của nữ nghệ sĩ cũng tốt hơn nhiều so với nam nghệ sĩ. Siêu, Giai, Văn, con mẹ mày, tao nhổ vào, Cung Húc cơ hồ muốn vọt thẳng lên đánh người, bị Đông Tử kéo lại. Về phần hắn có thể chẳng cần ngó ngàng gì tới, lưới rách cá chết, nhưng còn những người này không hề có ranh giới nào ràng buộc, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Nghe nói trước đó có một nghệ sĩ nào đó không cẩn thận lời nói, mạo phạm phải một vị đại lão của Hồng Hưng Hội, kết quả ngày hôm sau thi thể liền được người ta phát hiện ở bờ sông ngoại ô. Còn có lần đó Giang Yên Nhiên bị bắt cóc, nếu không phải là bọn họ kịp thời chạy tới, Giang Yên Nhiên suýt chút nữa đã bị... Siêu Giai Văn đương nhiên nhìn thấu sự kiêng kỵ của Cung Húc, mở miệng cười đầy nham nhở, được rồi, đừng làm chậm trễ thời gian nữa, bắt đầu đi. Cung Húc hai mắt đỏ ngầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm Siêu Giai Văn, ngón tay che ở cổ áo sơ mi của mình, trực tiếp đem tất cả cúc áo đều xé ra. Sau đó, dùng sức đem áo cởi ra, hung hăng quẳng lên trên mặt đất. Đạo diễn lập tức đầy hưng phấn mà ra lệnh cho ánh sáng, âm thanh, quay phim tất cả đều chuẩn bị, bắt đầu diễn. Tiếp tục, tiếp tục, tất cả đều đã cởi rồi, giờ nằm vào bên trong bồn tắm. Sau đó Tinh Tinh, cô hãy cởi đồ ra rồi ngồi lên trên người Cung Húc. Đạo diễn yêu cầu. Cung Húc nghiêm mặt, nhìn chằm chằm con đàn bà nhao nhao muốn quay cảnh 18 cộng, thần sắc khó coi đến tột độ. Đón lấy ánh mắt uy hiếp của Diêu Giai Văn, Cung Húc hít sâu một hơi, tiếp tục cởi. Ngay khi ngón tay Cung Húc đưa lên chiếc nịt da của mình, định cởi ra, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Sau lưng mọi người, cửa sắt của trường quay ầm ầm sụp đổ, đã bị người ta đá văng ra ngoài. Tất cả mọi người giật nảy mình, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa. Chỉ thấy, nơi cửa, một bóng người cao ráo thon thả đứng ở nơi đó, một chân còn duy trì tư thế đạp cửa. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn tới, mới vỗ vỗ lớp cho bụi không tồn tại trên vai, thu hồi lại bàn chân kia. Ai, làm cái gì vậy, cảnh quay bị cắt đứt, đạo diễn lớn tiếng giống giận. Bởi vì sấp bóng, khuôn mặt của cô gái không nhìn rõ, chỉ nghe được một thanh âm lười biếng lạnh như băng vang vọng khắp trường quay, xin lỗi, quấy rầy chư vị rồi. Tôi là, người đại diện của Cung Húc. Chương 1740, Diệp Bạch trở lại. Cái gì? Người đại diện của Cung Húc? Nghe được lời của người vừa tới, cơ hồ tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
người đại diện của Cung Húc không phải là Diêu Giai Văn sao? Diêu Giai Văn đang ngồi ở chỗ này, vậy người tự xưng là đại diện của Cung Húc lại từ chỗ nào chui ra? Một bên, trợ lý của Diêu Giai Văn nhất thời lớn tiếng phẫn nộ quát lên, nói bậy nói bạ. Diêu tổng của chúng tôi đang ngồi ở chỗ này, cô là cái cóc khô gì? Thậm chí còn dám giả mạo Diêu tổng, đến gây chuyện sao? Đúng vậy, ai vậy, đến náo loạn phim trường à? Bảo vệ đâu, làm ăn kiểu gì thế? Trong khi đám nhân viên đoàn làm phim còn đang mồm năm miệng 10, Diệp Oản Oản cứ như ở chỗ không người, tùy ý tiếp tục đi vào. Đi theo phía sau nàng là Thất Tinh và Bắc Đẩu hai người. Đi vào bên trong căn phòng, thời điểm Diệp Oản Oản không còn bị sấp bóng che khuất nữa, tất cả mọi người rốt cuộc đã thấy rõ khuôn mặt của người tới. Đoàn làm phim mới vừa rồi còn làm ầm làm ý, náo loạn cả lên nhất thời nhấn nút hãm thanh, im phăng phắc. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt há khẩu, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt của cả đám đều không cách nào tin nổi. Diệp tổng thanh tra. Diệp Bạch. Mẹ nó, tại sao cô ta lại quay trở lại? Mặc dù nói giới giải trí là một nơi mà mọi thứ thay đổi thật nhanh, nhưng tất cả mọi người ở đây, không một ai không nhận biết cô gái trước mặt này. Chỉ là một người đại diện mới, vừa xuất đạo liền dẫn dắt Lạc Thần trở nên nổi tiếng, lại thu nhận Cung Húc, và là người chủ trì phía sau màn giúp giải oan cho Hàn Thiên Vũ. Nàng lấy sức của một người giúp cho Quang Diệu giải trí cải tử hồi sinh, sau khi thoát ly Quang Diệu, tạo dựng nên chư thần thời đại. Không tới một năm liền lên tới đỉnh cao với giải thưởng Kim Lan, đồng thời tạo ra hai vị ảnh đế và một vị ảnh hậu. Trong lúc thanh danh đang cực thịnh, mới tiết lộ ra nàng là nhị tiểu thư Diệp gia, là nữ giả nam trang. Một lý lịch rực rỡ không cách nào sao chép được, là một nhân vật truyền kỳ của giới giải trí. Nàng biến mất hơn mấy tháng, mọi người cơ hồ đều đã sắp quên đi sự tồn tại của nàng rồi. Tất cả mọi người cũng đều cho rằng, nàng sẽ không bao giờ trở về nước. Ai ngờ đâu, giờ phút này, lại bỗng đột nhiên thấy nàng xuất hiện ở nơi này. Làm sao có thể? Vẻ đắc ý trên mặt Diêu Giai Văn cơ hồ trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, sắc mặt soạt một cái trở nên trắng bệch, đẩy cái ghế ra, đứng lên. Diệp Bạch, Diệp Oản Oản, nữ nhân kia đã trở lại rồi. Trời ạ, là Diệp Bạch sao, là Diệp Bạch sao? Không sai, không sai, tôi đã từng thấy hình cô ấy khi mặc đồ nữ, nhưng dù có mặc đồ nữ thì vẫn thật là đẹp trai nha 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 a a a a. Hích, tôi bị cô ấy bẻ cong mất. Diệp ca ca, Cung Húc ngơ ngác đứng ở nơi đó, cơ hồ không thể nào tin nổi vào mắt mình. Hắn biết Diệp Oản Oản vì chuyện của cha và anh trai mà bận bịu đến bể đầu sứt chán, do đó ngày hôm qua bọn họ mới cố gắng lừa gạt nàng. Cho nên, không cách nào ngờ tới Diệp Oản Oản lại sẽ đột nhiên đến đây. Câu, tôi là người đại diện của Cung Húc, khiến cho lồng ngực hắn dâng lên một nỗi đau xót cuồn cuộn. Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh một cái, rồi chỉ về phía Cung Húc. Thất Tinh nhất thời hiểu ý, ngón tay đặt lên khóa kéo của áo khoác, đầy gọn gàng cởi chiếc áo khoác sạch sẽ ra, đưa cho Diệp Oản Oản. Sau đó, Diệp Oản Oản đem áo khoác của Thất Tinh ném cho Cung Húc. Cung Húc nhìn chằm chằm chiếc áo khoác màu đen được ném tới, hốc mắt thoáng cái đã đỏ ửng lên rồi, Diệp ca ca. Tôi biết, tôi đã luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó cô sẽ cưỡi mây đạp gió đến đón tôi. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật, cưỡi mây đạp gió là cái quỷ gì? Cung Húc trước sau như một, đầy kích động định nhào tới Diệp Oản Oản, một lần nữa lại bị Thất Tinh cản lại. Mặc y phục vào, Diệp Oản Oản ra lệnh. Cung Húc khịt mũi một cái, đầy cảm động nhìn chằm chằm chiếc áo trong tay, tôi không thích màu sắc này. Tôi thích bộ trên người cậu ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1741, tìm chết đúng hay không? Cung Húc nhìn chằm chằm chiếc áo khoác dạ quang lòe loẹt trên người bắt đầu. Diệp Oản Oản. A ha ha ha, huynh đệ thật là tinh mắt, tôi cũng cảm thấy tôi đẹp mắt nữa là. Đến đây, tôi mặc cho anh, bắt đầu nhất thời tỏ vẻ như tìm được chi kỷ vậy, đầy hào phóng cởi áo khoác của mình ra đưa cho Cung Húc. Diệp Oản Oản. Diệp ca, cô làm sao lại tới đây? Cung Húc đầy hài lòng mặc áo khoác vào, sau đó hơi nhíu mày, mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản lườm hắn, nếu như tôi không đến, các người còn định lừa gạt tôi tới khi nào? Cung Húc hướng về Diêu Giai Văn và đám côn đồ bên cạnh ả ta nhìn lướt qua, Diệp ca, không phải là chúng tôi muốn gạt cô, mà là. Tóm lại, thật ra thì cũng không có chuyện gì, cô không cần phải để ý đến, thật.
thật mà. Cung Húc nhìn Diệp Oản Oản chỉ mang theo hai người tới, nhất thời con tim đã nhảy lên tới cổ rồi. Lúc này, Diêu Giai Văn đã thoáng bình tĩnh lại, không nhanh không chậm đi tới chỗ Diệp Oản Oản, ánh mắt đầy khinh thường, mở miệng nói: "A, tổng thanh tra Diệp, đã lâu không gặp. Coi như là Diệp Oản Oản trở lại thì đã thế nào? Cô ta cho rằng mình còn là người đại diện kim bài quyền cao chức trọng năm đó sao?" Loại địa phương như giới giải trí này thay đổi trong nháy mắt, thời gian 3 tháng ngắn ngủi là quá đủ để cải hoán triều đại rồi. Bây giờ, đã sớm không còn là thời đại của Diệp Bạch, của cô ta nữa. Diệp Oản Oản nhìn nữ nhân trước mặt cứ như đang nhìn một người xa lạ, mặt không đổi sắc, quả thật là đã lâu không gặp, sĩ biệt tam nhật chia tay 3 ngày, Diêu Tổng cơ hồ đã khiến tôi không còn nhận ra được. Tổng thanh tra Diệp, ai cũng phải trưởng thành. Diêu Giai Văn thấy nữ nhân trước mặt vẫn là bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm, khí chàng cường đại như thường, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác u buồn. Tại sao, nữ nhân này rơi vào loại kết cục này, nhưng vẫn là bộ dáng đầy phách lối đó? Không phải là cố gắng tỏ vẻ sao? Không biết Diệp Tổng đột nhiên viếng thăm là có chuyện gì? Diêu Giai Văn ngồi về lại chiếc ghế thuộc da của chính mình, bưng ly cà phê lên nhấp một miếng, nói với một vẻ hơi mất kiên nhẫn. Ngay trong nháy mắt khi Diêu Giai Văn ngồi xuống, oạch một tiếng, đột nhiên cả người bị bác đầu xách lên, ném thẳng xuống đất. Bác đầu trợn mắt nhìn Diêu Giai Văn, một bộ dáng y như thổ phỉ, đầy lớn lối chửi, đệt miệng ngươi. Diệp ca của ta đang nói chuyện với ngươi, mà ngươi lại còn dám ngồi. Tìm chết đúng hay không? Bác đầu đã biết lắng nghe, học theo bọn Cung Húc mà cùng gọi Diệp Oản Oản là Diệp ca. Bất quá, hai chữ Diệp ca, trong miệng bác đầu kêu lên. Không hiểu sao lại mang theo một ý tứ như đang gọi một vị bề trên đầy đáng kính trong giới giang hồ vậy. Diêu Giai Văn bị ném trên mặt đất lăn tròn một vòng, trang phục đắt tiền dính đầy bụi bẩn, quả thật là không cách nào tin tưởng nổi, ngươi. Ngươi làm gì thế, ngươi điên rồi. Nhân viên đoàn làm phim sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại được, vội vàng ba chân bốn cẳng ùa đến đỡ Diêu Giai Văn dậy. Ngay cả Cung Húc cũng nhìn đến ngu người luôn rồi. Không thể nghĩ tới một gã bắt đầu nhìn dáng dấp cứ như tiểu thịt tươi dựa vào khuôn mặt kiếm cơm của giới giải trí, nhưng lại làm nên một chuyện không hề phù hợp với hình tượng của cậu ta. Nếu như nói nhìn giống như là thổ phỉ cường đạo, cũng không hề sai. Bắt đầu cũng không hề quan tâm đến những người đó, lon ta lon ton chạy đến phủi sạch chiếc ghế, Diệp ca, xin mời ngồi. Thất tinh không thèm để đám người kia vào mắt, đi rót cho Diệp Oản Oản một ly cà phê. Sau đó... Diệp Oản Oản cứ như vậy dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người, lại, đại ca, như vậy, đỉnh đạc ngồi xuống. Quả thật là, không cách nào tin nổi. Ta phi, cô nàng Diệp Bạch này, có phải là do trong nhà xảy ra chuyện mà gặp đả kích quá lớn, não bị hỏng rồi hay không? Đúng vậy, thế này cũng có phần quá kiêu ngạo chứ, quả thật là không khác gì bị điên rồi. Tìm chết sao, sau lưng Diêu Giai Văn chính là Hoàng Thiên Giải Trí. Người nào lại không biết sau lưng Hoàng Thiên Giải Trí là? Chương 1742, ai tới cùng các người giảng đạo lý? Bên cạnh Diêu Giai Văn, nữ trợ lý Diệp Y Y sắp xếp cho cô ta đầy hung hăng vênh váo mà mở miệng nói, Diệp Bạch. Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô nên làm rõ ràng thân phận của cô bây giờ. Anh cô đã không còn là tổng giám đốc chư thần thời đại, cô cũng đã không còn là tổng thanh tra của công ty. Không có bất kỳ quyền lợi hỏi tới chuyện của nghệ sĩ dưới trướng. Nhà sản xuất phim cũng phụ họa, cô cho rằng mình vẫn là tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của chư thần thời đại hay sao? Xen vào chuyện người khác, dài tay quản việc của nơi này. Thực là nực cười. Đạo diễn cũng tiếp lời, Diệp tiểu thư, tôi hiểu là cô không tiếp nhận nổi kết cục như vậy, bất quá tôi khuyên cô vẫn là nên tiếp nhận thực tế đi. Nếu như cô tiếp tục càn quấy như vậy, tôi sẽ không khách khí. Nhìn thấy mọi người châm chọc Diệp Oản Oản, Cung Húc giận đến hai mắt đỏ tươi, tất cả câm miệng hết cho lão tử. Mặc dù giờ phút này, hắn đã giận đến mức hận không thể đánh người, nhưng hắn lại không thể. Diệp ca vẫn còn ở nơi này, quá nguy hiểm. Hắn không thể làm liên lụy nàng, đẩy nàng vào hiểm cảnh. Cung Húc gào xong, ghé vào bên tai Diệp Oản Oản, hạ thấp giọng nói, Diệp ca, cô đi nhanh đi, tôi thật sự không có việc gì. Diêu Giai Văn được trợ lý đỡ dậy. Diễu cợt không thôi mà mở miệng, Diệp Bạch, rất xin lỗi phải nói cho cô biết, hiện tại tôi mới là người đại diện của Cung Húc. Mà cô, chẳng là cái thá gì, cô không có tư cách quản chuyện của hắn. Đạo lý này, không cần biết cô đi nơi nào, nhưng sân khấu này là của tôi. Diêu Giai Văn mặt đầy yên tâm như đã có dự tính sẵn,
tỏ vẻ đã có chỗ dựa vững chắc. Diệp Oản Oản ngồi ở trên chiếc ghế salon của Diêu Giai Văn, uống ly cà phê cao cấp mà Thất Tinh đưa cho nàng, hơi nhíu mày, tỏ vẻ đầy kinh ngạc, ai nói là tôi tới cùng các người giảng đạo lý. Tôi cũng không có hứng thú làm chuyện đó. Nàng cũng không phải là tới cùng những người này giảng đạo lý. Làm sao có thể, cô ta điên rồi sao? Diêu Giai Văn nhìn Diệp Oản Oản một chút, lại nhìn hai thiếu niên gầy yếu tuổi không lớn ở phía sau Diệp Oản Oản, khinh miệt cười lạnh một tiếng, ồ, vậy Diệp Tổng ngài lại muốn như thế nào? Chỉ cần cô yêu cầu một tiếng, liền có thể ném bọn họ ra bên ngoài. Bất quá cô sẽ không làm vậy, thứ cô muốn chính là để cho tất mọi người nhìn thấy cảnh tượng người được ca tụng là thần thoại Diệp Bạch này, tan biến trước mặt cô như thế nào. Diệp Oản Oản nhìn Diêu Giai Văn một cái, thổi thổi ly cà phê trong tay, cười một tiếng giòn tan, ha ha, dĩ nhiên là tới. Đập phá? Cái gì? Không đợi đám người Diêu Giai Văn phản ứng lại, Diệp Oản Oản giơ tay lên một cái, ra hiệu cho Thất Tinh và Bắt Đầu, đập cho tôi. Sau khi Thất Tinh và Bắt Đầu nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời liền bắt đầu hành động. Bắt Đầu hưng phấn không thôi, một người một ngựa vọt về phía trước, sau đó bay lên song phi, đạp ngã chiếc máy quay đắt tiền. Dầm, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cơ hồ đều sợ ngây người. Cô nàng Diệp Oản Oản này, sợ là điên thật rồi. Mang theo hai tên tiểu thịt tươi tới, nói muốn đập phá phim trường này. Diêu Giai Văn bị dọa sợ hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại cười lạnh, Diệp Bạch, vốn còn nể tình có quen biết, tôi còn muốn cho cô chút thể diện. Nếu cô đã muốn chết, cũng đừng trách tôi. Nói xong liền ra mệnh lệnh đối với mấy tên côn đồ Diệp Y Y sắp xếp cho cô, ngớ ra đó làm cái gì? Trực tiếp đánh chết cho tôi. Đám nhân viên đoàn làm phim vây xem tất cả đều vội vàng trốn ra xa một chút, đầy thương cảm nhìn hai gã thiếu niên và Diệp Oản Oản. Cái cô nàng Diệp Bạch này, cầm tiền trốn ra nước ngoài không phải là tốt hơn sao? Làm sao lại còn trở về để đâm đầu vào chỗ chết? Cung Húc đầy bồn chồn, Diệp ca, cô tranh thủ thời gian gọi bọn họ trở lại, chạy đi. Đây không phải là lũ bảo kê bình thường đâu, là người trong nghề đấy. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ôi chao, người trong nghề luôn nha, rất đáng sợ sao. Chương 1743, quá hung tàn. Cung Húc sắp bị biểu cảm, đây không tin nhé, của Diệp Oản Oản làm cho tức chết, Diệp ca à, cô quá đơn thuần, không hiểu được những chuyện của đám giang hồ ngoài đường. Tôi biết điều, nói cho cô biết vậy, Diệp Y Y và người của Hồng Hưng Hội cấu kết với nhau. Hồng Hưng Hội hẳn là cô phải biết đi. Bọn chúng không phải là lũ ăn cướp đần độn thông thường, bọn chúng đều là lũ liều mạng, lưỡi đao dính máu, không có nhân tính. Trong lúc Cung Húc đang nói chuyện, đã có mười mấy gã côn đồ xông lên, bao vây bọn họ. Diệp Oản Oản kéo lấy Cung Húc ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, đừng có nóng mà. Ngồi xuống uống ly trà, Hồng Hưng Hội tôi cũng có biết đến, hình như cũng rất dọa người. Bất quá, tôi cũng rất đáng sợ đó nha. Con tim mỏng manh của Cung Húc quả thật là suýt chút nữa đã tan vỡ, Diệp ca. Cô đừng có nói giỡn nữa, giờ đã là lúc nào rồi. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, không có nói đùa mà, tôi thật sự rất đáng sợ. Hai vị tiểu bằng hữu này của tôi, cũng rất là không có nhân tính. Hơn nữa còn rất hung tàn. Cung Húc, cánh tay còn không to bằng bắp đùi người ta, hung tàn cái quỷ gì chứ? Làm sao bây giờ, Diệp ca nhà chúng ta đi ra ngoài mấy ngày? Sau đó quay trở về, làm sao mà lại trở nên đần độn rồi vậy hả? Trong nháy mắt khi Cung Húc dứt tiếng, chỉ thấy một gã đại hán xăm mình, cao đến 1m90, bắp thịt nổi cuồn cuộn, quả đấm to như cái nồi đánh thẳng vào gương mặt lạnh lùng tinh xảo đầy tuấn tú của Thất Tinh. Á, xong rồi, Cung Húc kêu thảm một tiếng, che mắt lại. Quả nhiên, Cung Húc mới vừa che mắt, liền nghe được một tiếng ầm, rền vang. Cung Húc cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn trộm bên ngoài qua kẽ tay. Một giây kế tiếp, bàn tay buông thõng ra, cằm đã sắp chấn kinh đến mức gần chạm đất. Đây là có chuyện gì? Hắn vừa thấy được cái gì? Thân thể nhỏ bé thon gầy của Thất Tinh cùng với gã đại hán cao to lực lưỡng đứng bất động ở nơi đó. Cậu ta chẳng qua chỉ xoay cổ tay một cái, đã dùng một góc độ cực kỳ tinh chuẩn bắt lấy cổ tay của gã du côn kia. Sau đó một giây kế tiếp, gã đại hán kia liền bị ném bay ra ngoài không khác gì một tấm rẻ rách. Ặc, hắn có phải là bị ảo giác rồi hay không? Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt khi Cung Húc ngây ngẩn cả người, cái vị Bắt Đầu mặc đồ loè loẹt như cá bảy màu kia cũng di chuyển. Chỉ thấy cậu ta tung một cước lại đạp bay một tên côn đồ,
đồng thời dùng một tay vặn gãy cánh tay một gã đô con khác, phát ra âm thanh, răng rắc, rợn cả tóc gáy. A, a, tiếng kêu gào thảm thiết của đám du côn ở đây cơ hồ muốn chọc thủng cả nóc nhà. Gã đô con kia kêu cha gọi mẹ lăn lộn trên mặt đất, toàn bộ cánh tay bị bẻ ngược ra phía sau, mềm nhũn y như cọng mì lủng la lủng lẳng. Gã du côn mới vừa rồi bị thất tinh ném bay ra ngoài đập vào trên tường, đang ở một bên, vừa co giật vừa hộc máu mồm. Cằm của Cung Húc đã há đến chạm mặt đất rồi, rợn cả sống lưng, dùng mình một cái, biểu cảm nhìn Bác Đẩu và thất tinh cứ y như là nhìn thấy quỷ, nép vào sau lưng Diệp Oản Oản rụt một cái, tôi, sợ. Trong mấy phút ngắn ngủi tiếp đó, tất cả mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn hai tên thiếu niên tướng mạo tuấn giật, nhưng lại giống như ác ma đánh cho mười mấy gã đại hán cao to vạm vỡ đến bể đầu chảy máu. Hai người này một người mặt không cảm xúc, một người thì lại cười tâu toét đầy hưng phấn khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Mỗi lần ra tay đều dùng thủ đoạn hung ác đến cùng cực, khiến cho những người xem sợ toát hết cả mồ hôi lạnh. Một gã đại hán bị đá văng vào tường, phần trán trực tiếp bị dư lực chấn bể. Quẹ, Siêu Giai Văn mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng, vừa ói vừa nhũn hết cả người như một đống bùn dơ bẩn, không tự chủ được đái cả ra quần. Một mùi khai nồng nặc bốc lên. Diệp Oản Oản nhàn nhã uống cà phê, như thế nào đây? Đã đủ hung tàn chưa? Cung Húc, quá hung tàn rồi, có được không? Chương 1744, đệ nhất mãnh khuyển. Vào giờ phút này, Cung Húc trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn Diệp Oản Oản một cái, khóe miệng hơi hơi co rúm lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Ánh mắt khẽ rời, một lần nữa rơi vào trên người của Bắc Đầu. Gã cá bảy màu đó, thân thể và sức vóc đều chỉ khoảng bằng hắn thôi, làm sao lại có thể có được sức mạnh bùng nổ như vậy? Tung một đấm chỉ sợ là đủ lực đánh chết một con trâu đấy. Đây quả thực quá kinh khủng, cũng quá mức hung tàn rồi. Con bà nó, tôi sao biết sao, tôi không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Cung Húc nhìn trường quay bị đập thành một đống hỗn độn, đám côn đồ cao to lực lưỡng ngã dạp xuống mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Chuyện này và những gì Cung Húc dự đoán, hoàn toàn bất đồng. Chửi thề một tiếng, cái đám người to vật như con gấu này, sao lại yếu như bún thiêu vậy hả? Bắt đầu sau khi ném một gã tráng hán mặc đồ đen ra ngoài, đảo mắt nhìn qua toàn trường, mặt đầy thất vọng lắc đầu, phi, thật là quá mất mặt đi mà, đứa nào cũng yếu xìu. Thất tinh đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, mặt không cảm xúc, cứ như thể là một vị môn thần giữ cửa vậy. Ca ca, huynh thật là lợi hại. Cung Húc đi tới bên cạnh Bắc Đẩu, hướng về phía Bắc Đẩu giơ ngón tay cái lên, ca ca, quá trâu. Huynh đệ, giờ mới cảm thấy Bắc Đẩu ca của đệ trâu bò sao. Nhiều đây thì đã bỏ bèn gì, đệ còn chưa từng thấy thời điểm Bắc Đẩu ca uy phong lừng lẫy giang hồ đâu. Đừng nói những người này, từng nghe qua cậu tạp chủng chưa? Cậu tạp chủng nhìn thấy bác ca của đệ, đều phải đi đường vòng. Đừng có nghĩ là ca ca đây chém gió. Bác đầu mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Cậu tạp chủng. Nghe thấy từ cậu tạp chủng trong miệng bác đầu, Cung Húc mặt đầy mộng bức, cậu tạp chủng là cái quỷ gì? Làm sao, chưa từng nghe qua cậu tạp chủng sao? Bác đầu liếc nhìn Cung Húc một cái. Nghe tiếng, Cung Húc lập tức thẳng tắp sống lưng, vội vàng nói, nghe qua, ca ca, đệ cũng là người từng va chạm xã hội. Cậu tạp chủng sao, dĩ nhiên từng nghe qua, chính là một con chó cỡ lớn vô cùng trâu bò. Đệ biết, ca ca, cậu tạp chủng hẳn là loại đặc biệt, đệ nhất mãnh khuyển, đệ đây cũng có nuôi một con. Mặc dù không biết Bác Đẩu rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng Cung Húc vì không muốn mất mặt, lại cũng chỉ có thể tiếp tục mặt dày, chém gió một phen. Bác Đẩu mặt đầy khó hiểu, nhìn Cung Húc, ạc. Chính là cậu tạp chủng của Độc Lập Châu, cậu không biết sao? Biết, dĩ nhiên biết. Làm sao có thể không biết, Độc Lập Châu sao, chính là một châu lục tương đối độc lập, ngăn cách với đời, thế ngoại đào nguyên, trên đảo còn có một đệ nhất mãnh khuyển tương đối đặc biệt tọa chấn. Bắc Đẩu, Thất Tinh, Diệp Oản Oản, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, ánh mắt Bắc Đẩu liếc một cái, chỉ thấy bên chân, một gã tráng hán cầm mảnh chai thủy tinh trong tay, đang chậm rãi đứng dậy. Còn không đợi gã ta đứng dậy, Bắc Đẩu đi lên tung một cước, đá thẳng vào mặt hắn. Khiến hắn bay thẳng về sau 3 tháng 4 mét. Nằm yên cho ta cho ngươi đứng dậy rồi hay sao? Bắc Đẩu hơi có chút bất mãn nhìn gã tráng hán vừa mới bị mình đá bay. Ồ, ngươi rất có cá tính đó nha, còn không nhìn ta. Thấy tráng hán quần áo đen kia im lặng, Bắc Đẩu trong nháy mắt bừng bừng lửa giận.
Còn không đợi Bắc Đầu kịp có động tác gì, Cung Húc đã đi lên cản Bắc Đầu lại, nói, hắn ngất xỉu rồi, làm sao đáp lại được, thôi tha cho hắn đi. Bắc Đầu gật đầu một cái, được, ca ca đây nể mặt đệ. Rất nhanh, Bắc Đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, Diệp ca, đập xong rồi, còn muốn tiếp tục đập không? Lúc này, đám người Diêu Giai Văn sắc mặt trắng bệch, một số nhân viên của đoàn làm phim chỉ dám tránh ở một bên, không dám thở mạnh. Hai người trẻ tuổi Diệp Bạch mang tới kia, quả thật là quá kinh khủng. Chương 1745, toàn bộ đều là hiểu lầm. Không cần đập, Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng nói. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, đệ đói bụng rồi. Bắc Đầu nói. Gấp cái gì, làm xong chuyện chưa? Diệp Oản Oản lên tiếng. Diệp ca, chúng ta không đi, đợi lát bữa tiếp viện của bọn chúng tới rồi, không dễ thoát thân đâu. Cung Húc vội vã mở miệng nói. Tôi nói này huynh đệ, nói sao nhỉ? Tiếp viện đến thì đã thế nào, những thứ phế vật này, tôi dùng một ngón tay liền có thể bóp chết rồi. Con kiến có nhiều hơn nữa, còn có thể uy hiếp được con voi hay sao? Bắc Đầu bĩu môi. Ca ca, huynh nói đúng, bất quá. Vậy hiện tại chúng ta ở lại chỗ này để làm cái gì? Cung Húc mặt đầy ngơ ngác, quay sang hỏi Diệp Oản Oản. Quay phim, cậu không nhìn thấy mọi người đều chuyên nghiệp như vậy sao, làm sao có thể không chịu trách nhiệm, cứ như thế mà bỏ đi. Ha ha, Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười khanh khách. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, sắc mặt Cung Húc khẽ biến, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản con bà nó. Diệp ca, cô không thể nào. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Cung Húc cắn răng, phảng phất như giằn xé với một quyết tâm cực lớn, Diệp ca. Trừ phi. Cô quay cùng tôi, nếu không tôi không quay đâu. Lúc này, Diệp Oản Oản lườm Cung Húc một cái. Cái thằng này trong đầu chỉ chứa đậu hủ thôi hay sao? Ai bảo hắn quay phim người lớn bao giờ vậy hả? Diệp Oản Oản không thèm để ý Cung Húc, đứng dậy đi tới chỗ bàn trống, dùng ngón tay gõ gõ nhẹ ở trên mặt bàn, lạnh giọng cười nói, đạo diễn, trốn ở dưới đó làm gì, ra làm việc đi. A, Tổng Thanh tra Diệp, hiểu lầm, toàn bộ đều là hiểu lầm. Tôi và bọn họ không hề quen biết. Rất nhanh, đạo diễn từ dưới gầm bàn bò ra, nở nụ cười gượng gạo lấy lòng, nhìn Diệp Oản Oản, Tổng Thanh tra Diệp, tôi chính là fan trung thành của cô. Những người này, uy hiếp tôi tới quay loại phim này, đối với tôi, đây quả thật chính là một nỗi sỉ nhục cực lớn. Tổng Thanh tra Diệp, cô biết không, tôi đời này, ghét nhất chính là quay loại phim đồi trụy, bại hoại thuần phong mỹ tục này. Im miệng. Diệp Oản Oản cực kỳ mất kiên nhẫn đảo mắt lườm đạo diễn một cái. Vâng, đạo diễn gật đầu lia lịa. Biên kịch đâu? Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, mở miệng hô. Tôi, Tổng Thanh tra Diệp, tôi là biên kịch. Một người nam nhân tuổi còn trẻ liền vội vàng đi tới cạnh Diệp Oản Oản, cúi người chào. Đưa kịch bản cho tôi xem một chút. Diệp Oản Oản ra lệnh. Rất nhanh, biên kịch đem kịch bản tới, hai tay đưa cho Diệp Oản Oản. Trong thời gian nhiều nhất chỉ mười mấy hơi thở, Diệp Oản Oản đảo qua kịch bản một lượt, chợt cười nói, thật sự các người rất không chuyên nghiệp. Nữ chính và nam chính lại chọn loại đầu lừa rất không hợp với miệng ngựa. Loại phim này, sau khi quay xong, làm sao hot được? Đúng đúng đúng, đạo diễn vội vàng nói, Tổng Thanh tra Diệp, cô nói quá đúng, trước đó tôi cũng đã nói, việc tuyển vai diễn này quá qua loa rồi. Không có sức bùng cháy và hấp dẫn thị lực người xem. Đạo diễn kia, vậy ông cảm thấy ai làm nữ chính thì mới tốt? Khóe miệng Diệp Oản Oản treo lên một nụ cười, nhìn về phía đạo diễn. Nghe tiếng, đạo diễn lắc đầu liên tục, Tổng Thanh tra Diệp, chuyện này tôi khó có thể nói được. Ông cảm thấy Diêu Giai Văn như thế nào đây? Trong lúc Diệp Oản Oản nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên người của Diêu Giai Văn cách đó không xa. Diệp Bạch, ngươi nói cái gì? Diêu Giai Văn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Oản Oản. Tốt, thật sự là rất tốt. Diêu Giai Văn làm nhân vật nữ chính, quá tuyệt vời. Đạo diễn liền vội vàng hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên. Vai nam chính thì sao? Diệp Oản Oản lại nhìn về phía đông đảo đám du côn mặc áo đen, ai không muốn chết, đứng ra. Một gã côn đồ trước đó còn đang gào thét đầy bi thương, nghe câu này, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, tôi không muốn chết. Chương 1746, một con chó được nhặt về. Cái gì? Ngươi không muốn chết, Bắc Đầu bay lên tung một cước, đá vào trên mông gã ta, ngươi nói không muốn chết là không chết hả? Ta không có sĩ diện sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía hắn ta, không muốn chết cũng dễ thôi, ta thấy hình tượng của ngươi,
làm nhân vật nam chính của bộ phim này thực sự vô cùng hợp. Ngươi thấy thế nào? Tôi có thể, tôi đây rất giàu kinh nghiệm nha. Lão đại, xin ngài cứ phân phó. Gã du côn đồ đen gật đầu liên tục. Có thể quay loại phim đồi trụy này, còn không lo bị đánh chết, nhân vật nữ chính lại còn là Diêu Giai Văn. Mặc dù cũng không được đẹp gì cho cam, nhưng ít nhất cũng không khó nhìn. Tính kiểu nào, mình cũng có lời. Vậy, đến lúc đó, có thể che mờ mặt của tôi được hay không? Gã du côn suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi nói sao, ta nghe không rõ. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã ta, khẽ mỉm cười. Ồ, tôi cảm thấy. Không cần đâu, tôi nguyện ý hiến thân vì nghệ thuật. Gã du côn nói đầy lẫm liệt. Đạo diễn, còn không bắt đầu làm việc. Diệp Oản Oản nhìn về phía đạo diễn. Diệp Bạch, ngươi đây là đang muốn chết. Ngươi cho rằng ngươi còn có mạng hay sao? Mang về một hai gã tiểu bạch kiểm biết chút thân thủ, ngươi liền dám đối nghịch với ta, với Hoàng Thiên Giải Trí. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chết, rất, thảm, bao gồm cả người nhà của ngươi, đừng mơ có ai được sống. Diêu Giai Văn nhìn Diệp Oản Oản, cuồng loạn gào thét như một con heo bị thiến. Nói nhảm gì đó, cởi quần áo nhanh một chút, đừng lãng phí cuộn phim. Nhanh, ngay và luôn. Đạo diễn không nhịn được, quát thẳng vào mặt Diêu Giai Văn. Đắc tội Diêu Giai Văn, nhiều nhất là không thể tiếp tục lăn lộn trong giới được nữa. Nhưng nếu như là đắc tội Diệp Oản Oản, chỉ sợ hôm nay không sống nổi. Cô nàng Diệp Oản Oản này căn bản chính là bị điên rồi. Rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của nam chính đồ đen, quần áo của Diêu Giai Văn và hắn ta đã được cởi hết sạch, cũng bày ra đủ loại tư thế cực kỳ mập mờ. Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt không đổi sắc nói, Diệp ca, vẫn là nên nhắm mắt lại đi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, hơi có chút không hiểu, nhắm mắt lại, tại sao? Thất Tinh mặt đầy vẻ đứng đắn, trả lời, Diệp ca, mặc dù chỉ là quay một bộ phim, cũng không phải là làm cái gì đó đau thật thương thật, nhưng Diệp ca dù sao vẫn là một cô gái, nhìn những thứ này cũng không được hay cho lắm. Diệp Oản Oản, lão thất, lời này cậu nói sai rồi. Diệp ca gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, không phải chỉ là quay một bộ phim thôi sao, có nhiều đó thôi thì đã sao. Bắt đầu chẳng thèm ngó tới. Đúng, đúng đúng đúng, bác ca nói đúng, Diệp ca ca gió to sóng lớn gì mà chưa từng thấy. Một chút này tính là gì, cung húc hùa theo. Ở dưới sự tuyệt vọng của Diêu Giai Văn, bộ phim Người Lớn, rốt cục cũng đã được quay xong. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Diêu Giai Văn. Nhìn Diêu Giai Văn lúc này đang hận không thể ăn chết mình, Diệp Oản Oản cười nói, làm sao, Diêu Tổng, cảm giác tự mình ra trận thế nào? Diệp Bạch, chuyện này xong rồi, ngươi chờ xem, ta sẽ để cho ngươi quỳ ở dưới chân của ta. Diêu Giai Văn oán độc, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Ồ, nghe tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tà mị đến kinh người, Diêu Tổng ngược lại thật là có cốt khí. Ta bỗng nhiên suy nghĩ một chút. Chẳng qua chỉ để cho ngươi quay một bộ phim, có phải là quá tiện nghi cho ngươi rồi hay không? Nếu không, ngươi và vị nam chính trước đó, làm một đoạn video người thật việc thật, như thế nào? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, thần sắc Diêu Giai Văn nhất thời đại biến. À, Diêu Giai Văn, ngươi bất quá chẳng qua là một con chó lúc đầu được ta nhặt về mà thôi. Làm sao, còn chưa nuôi lớn, mà đã dám quay ngược lại cắn người chủ nhân là ta này rồi hả? Diệp Oản Oản nâng cầm Diêu Giai Văn lên, lạnh giọng cười nói. Chương 1747, quay lại rồi. Đối với loại bạch nhãn lang này, Diệp Oản Oản đã sớm không còn bất kỳ lòng thương hại nào. Nếu như, không phải là ban đầu chính mình đem Diêu Giai Văn vốn lâm vào ngõ cụt nhặt trở về, cô ta có thể có được ngày hôm nay. Không có lòng biết ơn thì cũng thôi đi, thậm chí còn cắn ngược mình một cái. Lấy sạch vốn của chư thần thời đại. Lại đổ oan cho mình làm. Thứ người như vậy, dù có chém cả ngàn đao vạn đao, cũng không quá đáng. Mới vừa rồi, con chó cái Diêu Giai Văn này, không chỉ không có chút lòng hối cải nào, mà còn đem người nhà uy hiếp mình. Ồ, thật là đáng sợ à nha. Bây giờ, Diệp Oản Oản chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, đã tiện nghi cho Diêu Giai Văn rồi. Diệp Bạch, xem như ngươi lợi hại. Diêu Giai Văn cắn răng nghiến lợi nói. Diêu Tổng, đừng có gấp. Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu như kết thúc quá nhanh, ngược lại không có ý nghĩa gì, không phải sao? Diệp Oản Oản hướng về phía Diêu Giai Văn, khẽ mỉm cười. Chợt, Diệp Oản Oản bảo đạo diễn lấy những hình ảnh và video ra, chuyển qua cho mình. Làm xong những thứ này,
Diệp Oản Oản dẫn theo Cung Húc và đám người Thất Tinh Bắt Đầu, cũng không quay đầu lại, rời khỏi phim trường. Kim Đô Bích Hải. Trong phòng khách biệt thự, Bắt Đầu và Thất Tinh ăn uống no đủ, Lương Uyển Quân đã trở về phòng ngủ. Đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người ngồi ở trên ghế salon, xem chương trình truyền hình của Hoa Quốc, nói chung khá là nhàn nhã. Chính mình hôm nay làm những chuyện kia, chỉ sợ đám người Diêu Giai Văn cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Dù sao, trong tay của nàng, có nhược điểm của đám người Diêu Giai Văn, chính là những tấm hình và video kia. Mà cho dù là đám người Diêu Giai Văn đem sự tình nói ra ngoài, Hoàng Thiên Giải Trí cùng cái gọi là Hồng Hưng Hội biết được, đối với Diệp Oản Oản mà nói, căn bản cũng không thành vấn đề gì, căn bản là không đáng nhắc tới. Đại trưởng lão, tam trưởng lão. Diệp Oản Oản chỉ sau một thoáng trầm tư, mở miệng gọi. Nghe Diệp Oản Oản gọi mình, đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người liền vội vàng đi tới, Thất Tinh Bắt Đầu cũng nhanh chóng lại gần. Mấy ngày trước, những chuyện để cho các người làm thế nào rồi? Có thể có tiến triển gì hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía đám người đại trưởng lão và tam trưởng lão, mở miệng hỏi. Có. Bắt Đầu liền vội vã mở miệng nói, Phong tỷ, để mấy ngày nay, luôn lanh lẹ như báo đi theo dõi. Kết quả, các người đoán xem, tôi tra ra được cái gì? Bắt Đầu quay sang hỏi mọi người đầy kiêu hãnh. Người có thể tra được cái gì chứ? Tam trưởng lão liếc nhìn Bắt Đầu một cái. Tam trưởng lão, ông đúng là thứ người vô vị mà. Tôi thì thế nào, làm sao tôi lại không tra ra được cái gì chứ? Tôi cảm thấy, sự thông minh của tôi, là cao nhất trong mấy người chúng ta. Mặc kệ các người thừa nhận hay không, thì tôi vẫn cho là như vậy. Bắt Đầu nói. Đừng nói nhảm, tra được cái gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắt Đầu nói. Để tra được, cái gã hoàng quản gia gì đó của Diệp gia và ả đàn bà Lương Mỹ Huyên có một chân. Hai người kia, thường xuyên đi khách sạn, làm một số chuyện người lớn. Bắt Đầu nói. Chỉ có vậy thôi sao? Thất Tinh nhìn về phía Bắt Đầu. Đúng vậy, còn chưa đủ sao? Bắt Đầu nói. Đúng là chưa đủ, những gì cậu nói, tôi và đại trưởng lão, còn có tam trưởng lão đều biết. Thất Tinh lạnh nhạt mở miệng. Video và ảnh chụp đâu? Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh, và đám người đại trưởng lão hỏi. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, mấy người trố mắt nhìn nhau. Minh chủ, bọn họ đặt phòng khách sạn, tầng lầu quá cao, không dễ quay phim lắm. Hơn nữa, video hai người làm loại chuyện đó, cũng phải quay sao? Tam trưởng lão có chút cạn lời. Nói cách khác, các người đều không quay được phải không? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Để quay rồi, để có quay lại rồi. Bắt Đầu bỗng nhiên quát to một tiếng. Chương 1748, toàn bộ đều quay được. Bắt Đầu vừa dứt tiếng, ánh mắt của Diệp Oản Oản và đám người đại trưởng lão, trong nháy mắt rơi vào trên người Bắt Đầu. Cậu quay lại rồi, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắt Đầu, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc không thể tin. Nếu nói là do đại trưởng lão và Thất Tinh bọn họ quay được rồi, Diệp Oản Oản tuyệt đối sẽ không có chút nghi hoặc gì. Nhưng lời này lại từ trong miệng Bắt Đầu nói ra, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy chỗ nào đó có chút sai sai. Ha ha, Phong tỷ, đệ thật sự quay lại được rồi mà, những cảnh quay kia. Bắt Đầu chật chật lắc đầu, vội vàng móc điện thoại ở trong túi ra. Toàn bộ quá trình tôi đều đã quay lại được, tôi quay bằng điện thoại, tôi cho các người chống mắt lên mà xem. Bắt Đầu quơ quơ chiếc điện thoại di động trong tay. Bắt Đầu vừa dứt tiếng, đám người Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, đi tới bên cạnh Bắt Đầu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên điện thoại di động của Bắt Đầu. Video đâu? Hồi lâu sau, tam trưởng lão không nhịn được mở miệng hỏi. Ặc, điện thoại di động hết pin, chờ tôi sạc pin một chút đã. Thần sắc Bắt Đầu có chút lúng túng mở miệng nói. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, Diệp Oản Oản, Thất Tinh. Ước chừng khoảng 7-8 phút sau, điện thoại di động của Bắt Đầu rốt cuộc lên nguồn. Điện thoại di động của Bắt Đầu được mở ra, đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người trợn mắt hốc mồm. Một phòng nào đó của khách sạn, theo góc quay, ước chừng ở khoảng tầng 20-30. Trong phòng khách sạn, truyền tới thanh âm khó nghe. Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đang, ấy ấy, ở trên giường. Lão Tam, ông nói xem, bình thường lúc chúng ta theo dõi, thật đúng là không nhìn ra, vóc người con đàn bà kia cũng không tệ lắm ha. Tạm được đi, ánh mắt của tam trưởng lão chăm chú nhìn video, một khắc cũng không rời đi. Diệp Oản Oản, hai lão già này,
nhưng mà không thể không nói, video này bắt đầu quay lại hết sức rõ ràng, hơn nữa độ sáng cũng vừa đủ. Nhưng chỉ tiếc, cũng không có đầu mối của vụ án Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Bất quá, ở trong đoạn phim này, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người lại để lộ ra một chút tin tức. Thí dụ như, Diệp Y Y là con gái riêng của hai người bọn họ các loại. Độ dài của video cũng không dài lắm, đại khái kéo dài khoảng mấy phút đã kết thúc. Thế nào, tạm được chứ? Bắt đầu thu điện thoại di động về, nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Không tệ, Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát, chợt cười nói. Phong tỷ, có cần tung video này lên mạng hay không? Bắt đầu đem một bản sao của video chuyển qua cho Diệp Oản Oản, chợt hỏi. Nghe bắt đầu hỏi vậy, Diệp Oản Oản trầm tư rất lâu, cuối cùng lại lắc đầu một cái. Mục đích nàng từ Độc Lập Châu trở lại Hoa Quốc, cũng không phải là vì vạch trần chuyện của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, càng không phải là muốn vạch trần việc Diệp Y Y là con ai, mà là vì muốn trả lại sự trong sạch cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Nếu như hiện tại đem loại video này tung lên mạng, mặc dù sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đối với Diệp Y Y cũng có ảnh hưởng nhất định, nhưng tuyệt đối không có cách nào đánh sụp đám người Diệp Y Y và Hoàng Minh Khôn. Dù sao, Diệp Y Y bây giờ đã hoàn toàn nắm trong tay Hoàng Thiên Giải Trí, không ai sẽ lại quan tâm đến việc Diệp Y Y vốn là con của ai. Hơn nữa, một khi làm như vậy, nhất định sẽ bứt dây động rừng. Hai tên Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn sẽ trở thành chim sợ ná. Tới lúc đó, còn muốn từ chỗ hai người moi ra được tin tức, bằng chứng cứu Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Khó như lên trời. Phong tỷ, vậy để đây quay đoạn video này còn có ý nghĩa gì? Bắt đầu mặt đầy ngơ ngác. Diệp Oản Oản mở miệng nói, trước cứ giữ lấy, sau này sẽ hữu dụng. Khoảng thời gian này, các người tiếp tục hành động, tiếp tục quay. Chương 1749, đem bọn họ giao cho tôi. Liên tiếp mấy ngày sau đó, đại trưởng lão và tam trưởng lão một đội, Thất Thinh và Bắt Đầu một đội, cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây đều thủ ở phụ cận của Diệp gia. Chỉ cần Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn đi ra khỏi Diệp gia, mấy người liền theo dõi, chụp hình, quay phim. Thậm chí, Thất Tinh còn lẻn vào Diệp gia, đem từng chút động tĩnh nhỏ nhất của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn tại Diệp gia quay lại. Nhưng mà thời điểm ở tại Diệp gia, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người hết sức theo quy củ, bộ dáng cứ như là chủ nhân và người làm thuê, cơ hồ không hề khác nhau chút nào, không tìm ra được bất kỳ khúc đuôi cáo nào. Mắt thấy thời gian qua đi, khoảng cách đến phiên tòa của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình đã gần kề. Nhưng mà mãi vẫn chưa có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình trong sạch. Những chuyện này, ngày trước đó từ lúc còn chưa tới Hoa Quốc, Diệp Oản Oản cũng đã nói với đám người đại trưởng lão và tam trưởng lão rồi. Cho nên, trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng, cũng không hỏi thêm gì nhiều. Một ngày nọ, tam trưởng lão tìm tới Diệp Oản Oản. Minh chủ, tiếp tục như vậy không ổn. Theo dõi quay phim, chỉ có thể dựa vào vận khí. Mà thứ đồ như vận khí này, hư vô mờ mịt, cũng không nằm trong sự khống chế của chúng ta. Tam trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe tam trưởng lão nói thẳng, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, chợt nhìn chằm chằm tam trưởng lão, vậy theo ý của tam trưởng lão, phải nên làm như thế nào mới tốt? Nếu như minh chủ tin tưởng lời của tôi, chuyện này liền giao cho tôi. Tôi nhất định cho minh chủ một câu trả lời cũng như những tin tức hữu dụng. Tam trưởng lão cười nói. Được, vậy liền giao cho ông. Diệp Oản Oản nói. Có được câu nói này của Diệp Oản Oản, tam trưởng lão không còn lại bất kỳ băn khoăn nào. Đêm đó, tam trưởng lão triệu tập một đám tinh anh không sợ minh, còn có đám Thất Tinh và Bắt Đầu ngồi chờ ở trước cửa. Ước chừng 2-3 ngày sau, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người, một lần nữa đi khách sạn. Tam trưởng lão, hiện tại làm gì? Một vị thành viên không sợ minh nhìn về phía tam trưởng lão. Nghe câu hỏi này, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng, mà lại dẫn theo mọi người, nhanh chân đi vào bên trong khách sạn. Rất nhanh, tam trưởng lão đi tới trước quầy lễ tân. Nhìn vào quầy, tam trưởng lão lên tiếng hỏi, mới vừa rồi một nam một nữ kia, đi đến phòng nào rồi hả? Ngài là... Nhân viên lễ tân mặt đầy cảnh giác nhìn tam trưởng lão. Ngươi không cần biết, tam trưởng lão không nhịn được gằn giọng. Hết sức xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách cho ngài, bao gồm cả số phòng. Nhân viên lễ tân mở miệng nói. Tam trưởng lão, mới vừa rồi tôi nhìn thấy hai người kia lên lầu 31. Tôi còn nhớ lầu 31 cũng chỉ có một phòng lớn sao loại cao cấp nhất, không còn phòng nào khác cả.
lúc này, bắt đầu lên tiếng nói. Sao Nguyên Văn, phòng Tổng thống President Suite, loại phòng đặc biệt, cao cấp nhất ở các khách sạn, resort lớn, chuyên thiết kế dành cho các nguyên thủ quốc gia hoặc khách VIP. Diện tích lên đến cả 100 mét vuông và tuyệt đối đầy đủ tiện nghi. Sau khi biết được vị trí căn phòng của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, lúc này phất phất tay, đi. Thấy vậy, nhân viên lễ tân sắc mặt đại biến, vội vàng từ quầy vọt ra, ngăn đám người tam trưởng lão lại, các người không thể như vậy. Có chuyện gì, các người rời khỏi khách sạn giải quyết. Nếu không, chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát đấy. Nghe câu uy hiếp này, tam trưởng lão lườm cô nàng lễ tân một cái, tiểu cô nương, tôi cũng không muốn làm khó cô, cứ theo lời cô nói, đi báo cảnh sát đi. Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, liền dẫn theo mọi người đi lên thang máy, đi thẳng tới lầu 31. Bên ngoài phòng tổng thống, tam trưởng lão đứng ở trước cửa, gõ cửa một cái, Hoàng Minh Khôn, ra đây, mở cửa ra. Sau mười mấy lần gõ cửa liên tục, bên trong căn phòng mới truyền ra âm thanh vô cùng cảnh giác của Hoàng Minh Khôn, ai? Chương 1750, chúng ta là phóng viên. Chủ nợ của ngươi, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Chủ nợ. Nghe tiếng, Hoàng Minh Khôn hơi kinh ngạc. Hắn vay tiền ai mà lại có chủ nợ? Đá văng cho ta. Còn không đợi Hoàng Minh Khôn nghĩ ra, tam trưởng lão nhìn về phía một vị thành viên tinh anh của Không Sợ Minh ở bên cạnh, ra lệnh. Tam trưởng lão vừa dứt lời, vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh kia đã tung ra một cước. Một giây kế tiếp, chỉ nghe ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa chính phòng tổng thống đã bị thành viên tinh anh Không Sợ Minh đá văng ra ngoài. Vào giờ phút này, chỉ thấy Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người, mặt đang đầy hốt hoảng, vội vàng mặc quần áo. Chụp, đều chụp lại hết cho ta, chụp được thì chụp, quay được thì quay. Tam trưởng lão lập tức ra lệnh. Nghe tiếng, tất cả thành viên Không Sợ Minh, bao gồm cả Thất Tinh và Bắc Đẩu hai người, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên chụp lịa. Các ngươi còn mẹ nó là người ở đâu? Có mục đích gì? Hoàng Minh Khôn nghiêm nghị quát vào mặt tam trưởng lão. Nhưng mà, tam trưởng lão cũng không hề có bất kỳ lời đáp lại nào đối với tiếng chó sủa của Hoàng Minh Khôn, chẳng qua chỉ chép chép miệng rồi cười một tiếng, không hay rồi, thật là không hay rồi. Hoàng quản gia của Diệp gia, và vị này không phải là Lương Mỹ Huyên Lương phu nhân của Diệp gia sao? Chửi thề một tiếng, quả là tin tức lớn nha, bắt đầu liền vội vàng tiến lên, chỉ vào hai người và nói. Lúc này, sắc mặt Lương Uyển Quân lúc xanh lúc trắng. Đám người này rốt cuộc là ai, làm sao lại theo dõi bọn họ? Rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, là lừa gạt hay là... Các ngươi tìm chết. Hoàng Minh Khôn hung hăng trợn mắt lườm tam trưởng lão. Tìm chết, tam trưởng lão cười vang một tiếng. Hoàng Minh Khôn, ngươi chỉ là một gã quản gia của Diệp gia, lại có thể cùng với Lương Mỹ Huyên làm ra loại thủ đoạn này. Không biết là ai tìm chết, những người này đều là phóng viên giải trí. Ngươi ở đó chờ chết đi. Phóng viên giải trí. Nghe tam trưởng lão nói, thân sắc Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đồng thời đại biến. Nếu như, những người này thật sự là phóng viên giải trí, chuyện hai người bọn họ đi, mần, nhau ở khách sạn bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đây là đả kích khổng lồ không chỉ với bọn họ, mà còn với Hoàng Thiên giải trí và Diệp Y Y. Ngươi rốt cục là ai? Hoàng Minh Khôn nhìn chằm chằm tam trưởng lão. Lão già trước mặt này, Hoàng Minh Khôn có thể thề với trời, mình tuyệt đối không quen biết, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Ta là ai à? Nghe câu hỏi này, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, Hoàng Minh Khôn, trước đó ngươi đánh bạc tại sòng bạc chúng ta, thua nhiều tiền như vậy không chịu trả. Không chỉ như vậy, còn mượn công ty chúng ta một khoản tiền lớn, sau đó liền chơi trò trốn tìm với chúng ta. Thiếu nợ thì trả tiền, là lẽ bất di bất dịch. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ ngay cả một chút đạo lý này cũng không biết. Đoạn thời gian này, tam trưởng lão vẫn luôn theo dõi Hoàng Minh Khôn, biết Hoàng Minh Khôn cực kỳ thích đánh bạc. Cơ hồ cách mỗi một ngày, cũng phải đi đánh bạc một lần, hơn nữa còn thiếu nợ nhà cái không ít tiền. Ngươi! Hoàng Minh Khôn nhìn chằm chằm tam trưởng lão. Thật sự là hắn thiếu nợ mấy nhà cái sòng bạc khá nhiều tiền, nhưng sòng bạc nhà nào lại không có nhãn lực như vậy, dám gây khó khăn cho hắn. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi nợ tiền không trả, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm những phóng viên này để đưa các ngươi ra ánh sáng. Chậc chậc, không nghĩ tới, ngươi lại chơi lớn như vậy, lại còn đi lăn giường cùng với Lương phu nhân. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Quay nhiều một chút,
tin tức này lớn, chúng ta sắp phát tài rồi. Hoàng Thiên Giải Trí và Diệp Gia, nhất định là một con gà đẻ trứng vàng. Bắt đầu lên tiếng cười nói. Các ngươi là phóng viên nhà nào, mỗi một người đều muốn tìm chết thật sao? Lương Mỹ Huyên chỉ vào Bắt Đầu, hung tợn quát. Chương 1751, ta cũng là làm thuê cho người ta. Yo, còn uy hiếp ta. Thân là phóng viên, việc quan trọng nhất của ta chính là tìm ra chân tướng. Sao, ta còn sợ các ngươi sao, các ngươi có thể làm gì được ta? Bắt Đầu mặt đầy coi thường, nói xong còn dùng điện thoại di động chụp Lương Mỹ Huyên thêm vài tấm. Hoàng Minh Khôn, người thiếu tiền của chúng ta, rốt cuộc có trả hay không? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn nói. Còn không đợi Hoàng Minh Khôn mở miệng, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, từ trong thang máy đi ra 4-5 tên nhân viên khách sạn. Nhân viên khách sạn nhanh chóng vào tới, hướng về đám người tam trưởng lão quát lên, các người rốt cuộc là ai? Chúng tôi đã báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Nghe câu này, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, được, ngươi cứ báo cảnh sát, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó là ai xui xẻo hơn ai. Báo cảnh sát cái gì, là ai cho các người báo cảnh sát? Lập tức, Hoàng Minh Khôn chỉ vào nhân viên khách sạn, tức giận mắng to. Nếu như đợi cảnh sát đến, vậy coi như thật không còn bất kỳ đường sống nào. Những người này ngay cả tạm giảm cũng không có đủ căn cứ. Nhưng chuyện của hắn và Lương Mỹ Huyên, tất nhiên đều sẽ bị chọc ra. Đến lúc đó hình và video của bọn họ. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt Hoàng Minh Khôn sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Hoàng Thiên Sinh, Lương Phu Nhân, đây là... Nhân viên khách sạn có chút không cách nào hiểu được, nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên. Không có liên quan gì đến các người, cút đi. Hoàng Minh Khôn không nhịn được xua tay. Chuyện này, được rồi, chắc là chúng tôi không biết rõ tình huống, quấy rầy chư vị, vô cùng xin lỗi. Lúc này, mấy vị nhân viên khách sạn chỉ có thể rời đi. Chờ sau khi nhân viên khách sạn rời đi, tam trưởng lão nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, lạnh giọng cười nói, Hoàng quản gia, Lương phu nhân, xin mời. Đi gặp lão bản của chúng ta, để xem Hoàng quản gia chọn trả tiền, hay là để cho mấy vị bằng hữu phóng viên này đem chuyện xấu của các người tiết lộ ra ngoài. Hoàng Minh Khôn nghiến răng, các người đi ra ngoài trước. Chờ chúng ta thay quần áo xong. Nghe tiếng, tam trưởng lão gật đầu một cái, được, chờ các ngươi thay quần áo xong. Nhớ kỹ, không được dở trò quỷ. Tam trưởng lão nói xong, dẫn theo mọi người lui ra khỏi phòng. Sau giây lát chờ đợi, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người lúc này mới quần áo chỉnh tề, từ trong phòng tổng thống đi ra. Ha ha, Hoàng quản gia, Lương phu nhân, chúng ta đi thôi. Tam trưởng lão cười gằn. Các ngươi là sòng bạc nhà nào? Thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Ta trực tiếp chuyển tiền cho lão bản của các ngươi. Ta không đi đến chỗ của các ngươi đâu. Hoàng Minh Khôn lạnh lùng nói. Có thể trở thành quản gia của Diệp gia, Hoàng Minh Khôn cũng không phải là kẻ ngu. Những người này, lai lịch căn bản không rõ ràng, không thể nói miệng với bọn họ. Nghe Hoàng Minh Khôn nói vậy, Thất Tinh và Bắt Đầu hai mắt nhìn nhau. Lão già này nói chung cũng không đến nỗi ngu như heo. Nếu như vậy, mưu kế của tam trưởng lão, há chẳng phải là vô dụng rồi. Nhưng mà, một giây kế tiếp, tam trưởng lão nắm lấy một thanh dao găm, kề vào trên cổ của Lương Mỹ Huyên, khẽ mỉm cười nói, Hoàng quản gia, Lương phu nhân, ta cũng là người làm thuê cho người ta. Nếu như hai vị làm khó ta, vậy thì hậu quả cũng khó mà nói được rồi. Thất Tinh, Bắt Đầu, coi như mới vừa rồi bọn họ chưa hề nghi vấn à nha. Ngươi, các ngươi, Lương Mỹ Huyên sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nhúc nhích hay động đậy lấy một cái. Đừng có câu giờ, đi thôi. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, áp tải Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên tiến vào thang máy. Sau khi rời khỏi khách sạn, Bắt Đầu Thất Tinh ném Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn như ném hai con gà con vào bên trong chiếc xe mà bọn họ mới thuê. Chương 1752, có hứng thú. Tam trưởng lão dẫn theo Bắt Đầu và Thất Tinh ngồi lên xe con, thành viên tinh anh không sợ minh còn lại thì chia ra lái mấy chiếc xe ở phía sau. Các ngươi rốt cục là ai? Vào giờ phút này, Hoàng Minh Khôn dự cảm đại sự không ổn, nhìn về phía đám người Bắt Đầu và Thất Tinh, mở miệng hỏi. Là ai? Trước đó không phải là đã nói với ngươi rồi sao? Phóng viên giải trí đó. Bắt Đầu mở miệng cười nói. Không có khả năng. Hoàng Minh Khôn lắc đầu một cái, các ngươi tuyệt đối không có khả năng là phóng viên.
Ồ, tại sao ngươi lại khẳng định chúng ta không phải là phóng viên? Bắt đầu nhìn Hoàng Minh Khôn, thần sắc hơi có chút hiếu kỳ. Mình diễn được lắm mà, sao bị lão già này phát hiện ra rồi? Ta cho tới bây giờ, chưa từng thấy phóng viên dùng điện thoại di động để chụp hình đấy. Hoàng Minh Khôn lạnh giọng quát lên. Hoàng Minh Khôn vừa dứt tiếng, Bắc Đẩu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Toàn bộ bọn họ, sau khi vào phòng đều cầm theo điện thoại di động. Tựa hồ là có chút không chuyên nghiệp nha. Hố to rồi. Ừ, không tệ, lão già nhà ngươi cũng thật là thông minh. Bắc Đẩu nhìn Hoàng Minh Khôn, cười hô hô. Lương Mỹ Huyên sắc mặt trắng bệch, đám người này, rốt cuộc có lai lịch gì, có phải là ham muốn tài sản hay không? Nếu như chẳng qua chỉ là ham muốn tài sản mà nói, vậy thì cũng không phải là quá phiền toái. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại dẫn chúng ta đi nơi nào? Là muốn tiền hay sao? Có gì từ từ nói. Lương Mỹ Huyên nhìn về phía đám người tam trưởng lão, mở miệng hỏi. Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên, mặt tràn đầy vẻ bất mãn, nói nhảm gì đó. Đến nơi không phải là ngươi sẽ biết rõ ngay hay sao? Rất nhanh, chiếc xe chạy đến một căn phòng nhỏ vắng vẻ. Thất Tinh và Bắc Đẩu một người nắm Hoàng Minh Khôn, một người kéo Lương Mỹ Huyên, ném hai người vào trong nhà. Không bao lâu, một đám thành viên tinh anh không sợ Minh đồng loạt đuổi theo tới đây. Trong phòng nhỏ u ám, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị trói chặt tay chân. Ha ha, hôm nay mời hai vị tới, chúng ta chỉ muốn hỏi ít đồ, chỉ như vậy mà thôi. Tam trưởng lão ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, ý cười đầy mặt. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu như muốn tiền, ngươi ra giá đi. Hoàng Minh Khôn nghiêm nghị quát lên. Tiền. Nghe Hoàng Minh Khôn nói vậy, khóe miệng tam trưởng lão khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy lạnh giá. Hoàng lão đệ, thật không dám giấu giếm, nhưng thứ như tiền này, ta thật sự không thiếu. Trước đó ta cũng nói rồi, hôm nay mời hai người các ngươi qua đây, cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn từ trong miệng của hai vị, biết được một vài tin tức hữu dụng mà thôi. Nghe tiếng, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người liếc nhau một cái, không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy có chút không hay lắm. Những người này, nhìn vô cùng lạ mặt, ngày trước nhất định chưa từng thấy qua. Hôm nay phí lời quanh co như vậy trói bọn họ đến đây. Đến tột cùng là muốn hỏi tin tức gì? Ta cho ngươi biết, chúng ta và cao tầng Hồng Hưng Hội, quan hệ cũng không tệ. Hồng Hưng Hội, các ngươi hẳn là đã từng nghe nói tới đi. Mấy vị, ta nghĩ, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó. Các ngươi có yêu cầu gì cứ nói, nếu như làm to chuyện, chúng ta không dễ chịu, các ngươi cũng không dễ chịu. Giờ phút này, Hoàng Minh Khôn nhìn về phía tam trưởng lão, ngữ khí cố hết sức hòa hoãn. Ha ha, cái gì mà Hồng Hưng Hội với không Hồng Hưng Hội, chúng ta không biết, cũng không có hứng thú biết. Ngược lại, chúng ta có hứng thú nhất định đối việc với chồng của Lương phu nhân, Diệp Thiệu An chết. Tam trưởng lão mở miệng cười nói. Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, thân sắc của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, nhất thời trắng bệch. Chương 1753, sự chuyên nghiệp dày công tích lũy. Ban đầu, chính là bởi vì quan hệ giữa Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, Diệp Thiệu An mới bị giết. Sau đó, Diệp Thiệu An chết, thành công giá họa cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Chuyện này, nếu như bị người khác biết được, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiệu An là bị Diệp Thiệu Đình, còn có con trai lớn của hắn, Diệp Mộ Phàm giết chết. Chuyện này, tất cả mọi người đều rõ ràng. Còn có cái gì cần phải hỏi? Hoàng Minh Khôn tỉnh táo nói. Ồ, thì ra là như vậy. Tam trưởng lão gật đầu một cái, nếu đã như vậy, cũng không có gì đáng nói. Ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, hôm nay trói các ngươi qua đây, cũng không có ý định tha cho các ngươi sống trở về. Nói ra, các ngươi sẽ phải chết, nếu không nói, đồng dạng cũng phải chết. Chân mày Bắc Đẩu khẽ nhíu lại, não của tam trưởng lão này bị hỏng rồi sao? Nếu như nói hay không nói đều phải chết, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn tại sao phải nói? Nếu như là hắn cũng sẽ không nói. Điểm bất đồng duy nhất là, các ngươi nói ra, quá trình đền tội nhận tội, nói không chừng còn có thể kéo dài hơi tàn trong tù thêm vài ba năm. Nhưng nếu như, các ngươi không nói, tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười đầy âm hiểm, ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì mới là tàn nhẫn. Các ngươi là do ai phái tới? Hoàng Minh Khôn chân chối nhìn chòng chọc tam trưởng lão. Được rồi, các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Người sai chúng ta tới chính là Diệp Oản Oản. Tam trưởng lão cười nói.
Diệp Oản Oản. Nghe câu này, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn sắc mặt đại biến. Diệp Oản Oản không phải là mất tích sao? Ta cũng không dối gạt các ngươi, Diệp Oản Oản trả số tiền lớn, để cho ta từ trong miệng các ngươi thu về tin tức. Nếu như tin tức không lấy được, các ngươi cũng không cần phải sống tiếp. Tam trưởng lão nói. Vị huynh đệ kia, con ả Diệp Oản Oản đó cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi ra giá đi, ta trả cho ngươi gấp đôi. Không, gấp ba. Bỗng nhiên, Lương Mỹ Huyên vội vã lên tiếng, ta cho ngươi giá gấp ba, ngươi thả chúng ta ra. Sau đó, ta trả thêm tiền, các ngươi giúp ta giết con ả chó chết Diệp Oản Oản đó. Lương Mỹ Huyên vừa dứt lời, bắt đầu trong nháy mắt từ trên ghế salon nhảy dựng lên một cái, nhanh chân đi tới bên cạnh Lương Mỹ Huyên. Còn không đợi Lương Mỹ Huyên kịp phục hồi lại tinh thần, bắt đầu trở tay, tặng, ngay hai bàn tay đến địa chỉ, mõm chó của Lương Mỹ Huyên. Khóe miệng của Lương Mỹ Huyên tràn máu, nhìn bắt đầu, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đánh rắm cái con mẹ ngươi, bọn lão tử là dân chuyên nghiệp, có được sự chuyên nghiệp dày công tích lũy qua thời gian. Ta nói cho các ngươi biết, mau nhanh nói ra, đừng để cho chúng ta khó xử. Bắt đầu hung tợn chửi. Diệp Thiệu An chính là do một nhà Diệp Oản Oản giết. Có gì cần phải hỏi? Dù hỏi thế nào, kết quả đều giống nhau. Hoàng Minh Khôn tức giận hét lớn. Trong lòng Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người hết sức rõ ràng, vô luận như thế nào, cũng không thể đem chân tướng chuyện này nói ra. Nếu không, bọn họ chắc chắn phải chết. Nếu quả thật là giống như bọn họ nói cũng chết, không nói cũng chết, vậy tại sao phải nói? Ha ha, không tệ, thật đúng là một khúc xương cứng. Chỉ tiếc. Anh hùng hảo hán xương cứng hơn các ngươi, bọn ta cũng đã xử lý qua nhiều lắm rồi. Xương cứng hơn nữa, ta cũng có thể gõ cho bể vụn. Tam trưởng lão nói xong, hướng về mấy vị thành viên tinh anh bên cạnh, mở miệng nói, không cần ta nói, biết phải làm sao rồi chứ. Đã hiểu. Tam trưởng lão dứt lời, mấy vị thành viên tinh anh không sợ mình đem Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người, treo lên trên mái hiên. Đều nhớ kỹ cho ta. Không nên để cho trên người Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Vô luận là nội thương hay là ngoại thương. Nếu không, đến lúc đó cho dù có nói ra chân tướng, nếu bọn họ cắn ngược lại, nói là bị nghiêm hình ép cung, sẽ rất phiền toái đấy. Chương 1754, kinh nghiệm đều rất phong phú. Tam trưởng lão liếc nhìn mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh, mở miệng nhắc nhở. Tam trưởng lão yên tâm, loại chuyện này. Nói chung cũng không phải lần thứ nhất mà, kinh nghiệm của chúng tôi đều rất phong phú. Một vị thành viên tinh anh không sợ minh trong đám mở miệng cười nói. Vào giờ phút này, bắt đầu nhìn chằm chằm đại trưởng lão, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tam trưởng lão này năm đó có thể lăn lộn lên đến vị trí trưởng lão, thật sự không phải là dựa vào vận khí. Chỉ riêng thủ đoạn này, khí phách này, đã không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh. Liên tiếp mấy ngày. Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh hành hạ đến chết đi sống lại, phòng tuyến trong lòng của hai người gần như tan vỡ. Thành viên tinh anh không sợ minh đối xử với bọn họ, không đánh cũng không mắng, trên người hai người không có một chút vết thương nào. Nhưng sự hành hạ, lại không thể nào kể xiết cho người bên ngoài. Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn đã ba ngày ba đêm không thể nhắm mắt lại, hơn nữa trong căn phòng âm u này không có một chút ánh sáng nào, không biết được ngày sáng đêm tối. Thậm chí, một vị thành viên không sợ minh trong số đó, không biết từ chỗ nào đem đến một nùi thuốc ngủ, chia ra làm nhiều liều vừa đủ, nghiền nhỏ từng phần thành bột mịn, thả vào trong nước suối, để cho hai người uống vào. Mí mắt của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị dùng một cái kẹp kẹp lại, căn bản là không có cách nào chợp mắt, trong mắt sớm đã vằn vện tia máu, không cách nào chống đỡ nổi. Ha ha! Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, đi vào trong căn phòng. Nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên sống không bằng chết, hai vị, cảm giác như thế nào? Ngươi con mẹ nó cái đồ cẩu tạp chủng, có gan, ngươi giết chúng ta. Hoàng Minh Khôn nhìn thấy tam trưởng lão tới chỗ này, cuồng loạn gầm thét lên. Chẳng qua tiếng gào thét này, quả thật đã không còn một chút sức lực nào. Hoàng Minh Khôn đã sớm mệt mỏi đến cực hạn, chỉ cảm thấy trái tim đã bắt đầu có chút suy kiệt. Hoàng quản gia, cần gì phải tức giận như vậy? Giết các ngươi. Làm sao có thể? Chúng ta cũng là người tuân thủ pháp luật, sẽ không làm ra loại chuyện đó. Nếu hai người các vị không muốn nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục. Ta tin tưởng các ngươi sớm muộn sẽ cam tâm tình nguyện mở cái miệng này. Tam trưởng lão cười nói. Không, tôi cầu xin các ngươi đấy, để cho tôi ngủ một giấc.
chỉ cần một giấc, ngủ một giấc là được. Một bên, Lương Mỹ Huyên khóc nức nở. Bà quả thực là không chịu nổi. Khóc cạn ráo cả nước mắt, lại không thể chìm vào giấc ngủ. Sự hành hạ như vậy, quả thật là so với hành hạ da thịt còn khó chịu hơn ngàn vạn lần. Muốn đi ngủ, chuyện này rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, Diệp Thiệu An rốt cuộc là chết thế nào, ta lập tức có thể để cho các ngươi ngủ ngon giấc, thế nào? Tam trưởng lão cười nói. Lương Mỹ Huyên nói, Diệp Thiệu An, là do một nhà Diệp Oản Oản giết. Ừ, như vậy à, nhưng ta đối với lời giải thích này, rất không hài lòng, ngươi nói làm sao bây giờ? Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên nói. Bắt đầu, tiếp tục cho bọn chúng ăn một chút thuốc ngủ. Tam trưởng lão hướng về bắt đầu nhìn một cái, nói xong liền đi ra bên ngoài phòng. Nghe tam trưởng lão ra lệnh, trên mặt của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hoàng vặn vẹo. Không, tôi nói, tôi đều nói hết. Diệp Thiệu An là do tôi và Hoàng Minh Khôn sai người giết, sau đó giá họa cho Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm. Lương Mỹ Huyên kêu khóc nói. Nghe tiếng, tam trưởng lão dừng bước chân lại, trên mặt mang theo nụ cười, xoay người lại, đáp án này, ta nói chung coi như là hài lòng. Chỉ bất quá, ngươi phải trong lúc tán gẫu với Hoàng Minh Khôn, lỡ lời, nói ra, cũng không thể nào chủ động nói với chúng ta. Tam trưởng lão, tại sao phải như vậy? Bắt đầu nhìn tam trưởng lão, mặt đầy vẻ khó hiểu. Lúc này, tam trưởng lão lườm bắt đầu một cái, dường như hoàn toàn không có hứng thú phản ứng lại bắt đầu. Chương 1755, chế độ phản diện online. Chẳng qua thất tinh ở bên cạnh, nhẹ giọng hướng về bắt đầu nói, đoạn ghi âm này nếu như đem một bản sao đưa cho Phong tỷ làm chứng cứ, giao cho các cơ quan liên quan, người ta nghe xong đoạn ghi âm này sẽ nghĩ như thế nào? Không biết, bắt đầu lắc đầu một cái. Loại ghi âm này, chỉ có thể được coi như là ép cung để ngụy tạo bằng chứng. Mà nếu như Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên dùng phương thức tán gẫu lỡ miệng tiết lộ, sẽ là hoàn mỹ. Thất tinh giải thích. Dựa theo lời ta nói mà làm, sau đó, các ngươi sẽ có thể ngủ ngon giấc, biết chưa? Tam trưởng lão nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, chợt bảo người thả bọn họ xuống. Thời khắc này, phòng tuyến tâm lý của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đã sớm sụp đổ. Hoàng Minh Khôn, anh nói xem, thời điểm ban đầu, chuyện chúng ta mời người giết chết Diệp Thiệu An, hơn nữa còn giá họa cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình, sẽ không bị bại lộ chứ? Lương Mỹ Huyên cố hết sức nén cơn buồn ngủ, nói với Hoàng quản gia. Hoàng Minh Khôn, yên tâm đi. Sẽ không, chuyện này kín như áo trời, ai cũng không có khả năng phát giác ra. Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình hai thằng ngu kia, đáng đời bọn chúng. Cả nhà bọn chúng, tất cả đều là một lũ ngu xuẩn. Một nhà này, nghĩ cũng thật là mắc cười. Năm đó chính Diệp Thiệu An thiếu nợ một khoản tiền cách xù, tham ô công quỹ của công ty, cũng lừa gạt lão già Diệp Hồng Duy kia và tất cả mọi người, sau đó lại còn giá họa cho Diệp Thiệu Đình. Diệp Thiệu An liên thủ với Diệp Y Y, Cố Việt Trạch, nội ứng ngoại hợp, bắt cóc Diệp Oản Oản. Hơn nữa còn tiêm ma túy cho Diệp Oản Oản, quay được video. Kết quả, Diệp Thiệu Đình bởi vì người con gái đó của hắn, lại còn thật sự cam tâm tình nguyện bị giá họa. Em nói thứ người như vậy, có phải là ngu xuẩn hay không? Hoàng Minh Khôn dứt tiếng, tam trưởng lão khẽ mỉm cười, lưu lại đoạn ghi âm. Được rồi chứ, nhanh để cho tôi đi ngủ. Lương Mỹ Huyên gầm thét lên. Đại khái là thật sự quá khổ sở rồi. Kỹ thuật diễn xuất của hai người bọn họ cũng không tệ lắm, diễn một lần thôi là thông qua ngay rồi. Ha ha, không tệ. Tam trưởng lão nhìn lướt qua Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, sớm nói như vậy, cần gì phải ăn những khổ sở này. Con bà nó, tam trưởng lão, châu bò nha. Thấy đại công cáo thành, bắt đầu lập tức đi tới bên cạnh tam trưởng lão, hướng về phía tam trưởng lão giơ ngón tay cái lên, tam trưởng lão. Chuyện này ông so với đại trưởng lão châu bò hơn nhiều nha. Tam trưởng lão vốn cũng không có dự định phản ứng lại bắt đầu, nghe câu này, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói nhảm, lão bất tử đại trưởng lão kia, có thể so được với ta sao? Hắn lúc nào thắng nổi ta? Vậy, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, xử lý như thế nào? Để cho bọn chúng đi ngủ sao? Bắt đầu mở miệng hỏi. Đi ngủ. Tam trưởng lão lườm bắt đầu một cái, đầu óc người bị gì xét sao? Tiếp tục rót thuốc ngủ cho ta, sau 4 tiếng lại để cho bọn chúng đi ngủ. Tại sao phải chờ 4 tiếng? Bắt đầu hơi có chút không hiểu. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, bởi vì còn 4 tiếng nữa là tới cực hạn của con người,
còn không ngủ, bọn họ sẽ chết. Minh chủ dặn dò không thể gây ra án mạng, ta tự nhiên phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của minh chủ. Bắt đầu chắt lưỡi, quả nhiên là rất nghiêm chỉnh nha. Một giây một phút không kém. Tam trưởng lão nói xong, liền cầm lấy đoạn ghi âm đã thu hoàn chỉnh, đầu cũng không ngoảnh lại, rời khỏi căn phòng nhỏ. Rất nhanh, tam trưởng lão liền cùng với bắt đầu mang theo chứng cứ quay về trước. Tam trưởng lão mặt đầy vẻ thành khẩn xin tội, minh chủ, bởi vì ngài yêu cầu không thể để xảy ra án mạng, cho nên tôi không có biện pháp nào làm hết khả năng của mình, chỉ có thể làm đến bước này. Diệp Oản Oản nghe xong đoạn ghi âm, và nghe kể lại quá trình hoàn thành từ chỗ tam trưởng lão, vẻ mặt rất là khó mà hình dung, sờ lên cằm, lầm bầm tự nhủ, phương pháp giải quyết này. Có phải là có chút hơi phản diện rồi hay không? Không hiểu sao cứ có cảm giác mình đã trở thành thủ lĩnh của thế lực thổ phỉ cường đạo, đại gian đại ác. Một bên, bắt đầu mặt đầy ngơ ngác, phong tỷ. Chúng ta vốn không phải là thế lực thổ phỉ cường đạo, đại gian đại ác hay sao? Diệp Oản Oản nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó không nhịn được bật cười. Được rồi, nàng mới vừa rồi theo bản năng, dùng tư duy của Diệp Oản Oản để suy nghĩ rồi. Diệp Oản Oản nhìn về phía bắt đầu một cái, chống cằm. Cười một tiếng, ồ, cậu nói không sai. Chương 1756, cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Oản Oản mở bản ghi âm ra, nghe đoạn đối thoại giữa Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn. Chỉ riêng một đoạn ghi âm này, đã đủ để chứng minh Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình trong sạch, mà Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người, số kiếp đã định. Tam trưởng lão, ông làm như thế nào để cho bọn chúng mở miệng? Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tam trưởng lão, thần sắc hết sức tò mò. Loại ghi âm này, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn không có khả năng sẽ không biết điều này mang ý nghĩa gì. Cho dù có người dùng đao gác ở trên cổ bọn họ, hai người cũng không nên nói ra mới đúng. Nếu như Diệp Oản Oản là Hoàng Minh Khôn hoặc là Lương Mỹ Huyên, nàng tuyệt đối không có khả năng nói ra nửa chữ. Bởi vì nói cũng chết, không nói cũng chết, vậy tại sao mình phải nói? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, còn không đợi tam trưởng lão nói gì, bắt đầu nhanh chóng vào tới, nhìn về phía Diệp Oản Oản, vội vã mở miệng nói, phong tỷ, để cho tỷ biết, tam trưởng lão này, sau khi trói Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn đi, đem đồ ăn thức uống ngon lành chiêu đãi, không đánh cũng không chửi, chỉ không cho Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đi ngủ. Dùng cái kẹp kẹp mí mắt của hai người lại, còn thả một ít thuốc ngủ trong nước uống của bọn họ. Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên buồn ngủ quá đỗi, vì muốn ngủ một giấc, cái gì cũng khai cả. Chỉ có thể phối hợp cùng với chúng ta thu lại đoạn ghi âm này. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ nhìn tam trưởng lão một cái. Không thể không nói, tam trưởng lão này, đến lúc mấu chốt, quả thật là rất đáng tin cậy. Rất khó tưởng tượng, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người rốt cục đã trải qua chuyện gì. Mấy ngày mấy đêm không cách nào đi ngủ, người bình thường căn bản là không chịu nổi. Thậm chí, tam trưởng lão lại có thể rắc thuốc ngủ vào trong đồ ăn thức uống của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên. Mặc dù như bắt đầu từng nói, dùng đồ ăn thức uống ngon lành chiêu đãi Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, nhưng không cho đi ngủ, lại cộng thêm thuốc ngủ, chính là một loại hành hạ về tinh thần khủng khiếp nhất trên đời. Đừng nói chi là người bình thường, coi như được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ sợ cũng đỡ không được. Nhớ lại lúc đó, Diệp Oản Oản vừa tới không sợ minh, tam trưởng lão có thể nói là uy hiếp lớn nhất của nàng. Nhưng một khi từ địch nhân biến thành bằng hữu, lại phát hiện ra ông ta vô cùng đáng tin. Phong tỷ, gừng càng già càng cay, tam trưởng lão thật là thủ đoạn độc ác, cực kỳ tàn ác, tàn khốc vô tình, lòng dạ ác độc, lòng muông dạ thú. Bắt đầu hướng về tam trưởng lão, giơ ngón tay cái lên. Bắt đầu vừa dứt tiếng, mặt mày của tam trưởng lão nhất thời biến đổi, nhìn chằm chằm, ngươi thả chó má gì đó. Ngươi nói ai lòng muông dạ thú? Bắt đầu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Oản Oản. Không biết dùng thành ngữ, thì đừng có mà dùng linh tinh. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, đại trưởng lão mặc một thân áo sơ mi màu đỏ, chậm rãi từ ngoài phòng đi vào bên trong đại sảnh. Náo nhiệt như vậy, hôm nay không cần làm việc à? Đại trưởng lão nhìn tam trưởng lão cũng có mặt, không khỏi cười nói. Đại trưởng lão, việc của chúng tôi xong rồi. Ông nghe bản ghi âm mà tam trưởng lão lấy được đi. Bắt đầu mở miệng nói. Ồ, lại còn có loại chuyện này. Tam trưởng lão ghi âm được đoạn đối thoại của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn. Đại trưởng lão có chút không mấy tin tưởng. Là sự thực, tam trưởng lão trói bọn họ và sau đó.
bắt đầu đem toàn bộ quá trình báo lại cho đại trưởng lão. Nghe tiếng, đại trưởng lão nửa tin nửa ngờ nghe xong toàn bộ đoạn ghi âm, sắc mặt khẽ biến. Tam trưởng lão này, lại thật sự đi trước hắn một bước, thu được chứng cứ. Ha ha, trước đó tôi đã nói rồi, mình chủ dẫn một mình tôi trở về Hoa Quốc là đủ rồi. Đem theo đại trưởng lão làm gì, quả là có chút lãng phí. Còn không bằng để cho đại trưởng lão ở lại không sợ mình chấn giữ thì tốt hơn. Giờ phút này, khóe miệng tam trưởng lão khẽ dương lên, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc đầy ngạo nghễ. Chương 1757, ai mạnh hơn? Nghe tam trưởng lão nói vậy, đại trưởng lão chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn có vẻ như không đếm xỉa tới, không sợ mình có nhị trưởng lão bọn họ chấn giữ là đã đủ rồi. Về phần ta, thân là đại trưởng lão, dĩ nhiên là nên đi theo trái phải của minh chủ. Còn nữa, tam trưởng lão mặc dù đã giải quyết chuyện này, nhưng theo ta thấy, mất nhiều thời gian như vậy đối phó với hai người bình thường, còn cần dùng tới loại khốc hình này, thật là chẳng ra hình ra dáng gì cả. Mắt thấy đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người như nước với lửa đâm chọt lẫn nhau trước mặt mình, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người này đều đã lớn tuổi như vậy rồi, làm sao lại cứ như trẻ con vậy, có chút làm cho người ta không cách nào lý giải được. Đại trưởng lão, lời này của người ta không hiểu rõ lắm. Cái gì gọi là thời gian dài? Ban đầu minh chủ để cho chúng ta theo dõi Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, ta thấy đại trưởng lão lãng phí nhiều thời gian như vậy, dường như một chút tin tức hữu dụng hay manh mối nào cũng không tìm được. Mà ta, bất quá chỉ mất 3 ngày, đã khiến cho hai người kia đem chân tướng nói ra. Cho nên, ai mạnh ai yếu, hẳn là không cần ta nói nữa chứ. Trong lòng mọi người đều hiểu mà. Ta thấy chưa chắc, loại chuyện này, nếu để cho ta làm, có lẽ có thể giảm bớt được một nửa thời gian. Đại trưởng lão cười nói. Tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh và Bắc Đầu ở bên cạnh, cau mày nói, các ngươi nói, ta và đại trưởng lão ai mạnh hơn? Một bên, Thất Tinh mặt không cảm xúc, chẳng nhìn đại trưởng lão và tam trưởng lão lấy một cái, một chữ cũng không nói. Đại trưởng lão mạnh hơn một chút. Bắc Đầu liền vội vàng mở miệng nói. Nghe Bắc Đầu nói vậy, sắc mặt tam trưởng lão nhất thời biến đổi, Bắc Đầu, trước đó ngươi không phải đã nói, ta mạnh hơn đại trưởng lão sao? Đúng vậy, nhưng mà trước kia là do đại trưởng lão không có ở bên. Hiện tại đại trưởng lão đang đứng ở chỗ này đó. Bắc Đầu nói như đúng rồi. Tam trưởng lão, Thất Tinh, Diệp Oản Oản. Ai nói não Bắc Đầu không tốt vậy hả? Loại não này phỏng chừng không có mấy ai còn tinh hơn cậu ta thì đúng hơn. Bất quá, tam trưởng lão lần này xác thực đã lập được công lớn. Thất Tinh vẫn một mực không mở miệng, bỗng nhiên nói. Không sai. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, nếu như không có tam trưởng lão, tin tức tôi cần, không thể lấy được nhanh như vậy. Được Diệp Oản Oản khen một câu, trên mặt tam trưởng lão lần nữa hiện ra vẻ ngạo nghễ. Hơn nữa, ánh mắt vô cùng khiêu khích nhìn về phía đại trưởng lão. Còn không đợi tam trưởng lão mở miệng, chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên vang lên. Nhìn tên người gọi đến trên màn ảnh, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ, là một dãy số vô cùng xa lạ. Rất nhanh, Diệp Oản Oản bắt điện thoại lên. Là Diệp Oản Oản à? Điện thoại bên kia, truyền tới thanh âm lạnh lùng. Là ta, Diệp Oản Oản cũng không nói nhảm. Diệp tiểu thư, gần đây mấy ngày nay, ngươi làm một ít chuyện, để cho ta vô cùng mất hứng. Ngươi là ai? Diệp Oản Oản hỏi. Không biết Diệp tiểu thư, có từng nghe nói đến Hồng Hưng Hội hay không? Hồng Hưng Hội. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Đã biết Hồng Hưng Hội đó sẽ quay lại tìm phiền toái, nhưng chưa từng nghĩ, tốc độ của Hồng Hưng Hội lại nhanh như vậy. Bây giờ, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn còn đang bị trói, cũng không được tam trưởng lão thả ra. Cho nên, chuyện này, Diệp gia và Hồng Hưng Hội bên kia, tuyệt đối không có khả năng liên lạc được với nhau. Mà giờ khắc này, người của Hồng Hưng Hội tìm đến, hẳn là vì chuyện của Diêu Giai Văn, tại phim trường trước đó không lâu. Diệp Oản Oản không khỏi cười nhạt một tiếng. Diêu Giai Văn đó, rõ ràng có nhược điểm ở trong tay nàng, nhưng lại còn dám không chút kiêng kỵ, tiết lộ tin tức cho Hồng Hưng Hội. Chuyện này có thể chỉ rõ ra được hai vấn đề. Chương 1758, sợ là chưa từng thấy quan tài. Thứ nhất, Diêu Giai Văn căn bản không quan tâm những tấm hình và video kia của cô ta bị nàng tiết lộ ra ngoài. Thứ hai, Diêu Giai Văn nhận định, Hồng Hưng Hội có niềm tin tuyệt đối có thể xử lý xong chuyện này. Có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt nàng, đã sớm cho rằng ăn chắc nàng.
theo Diệp Oản Oản, những người này, quả thật là có chút ý tứ. Nếu bọn họ muốn chơi, nàng cũng không thành vấn đề. Thích thì chiều. Không biết các hạ đảm nhiệm chức vị gì tại Hồng Hưng Hội. Diệp Oản Oản cười nói. Ha ha, Diệp tiểu thư, chuyện này không có liên quan gì tới ngươi cả. Ta không ngại nói cho Diệp tiểu thư, những chuyện ngươi đã làm, đã không còn cách nào giảng hòa. Cho nên, ta ở chỗ này chân thành khuyên Diệp tiểu thư, trước tiên hãy đem toàn bộ ảnh và phim quay được tại phim trường trả lại cho Diêu Giai Văn. Sau đó, tổ chức một buổi họp báo, thừa nhận mình chiếm đoạt vốn của chư thần thời đại chạy trốn. Cũng phải ở ngay trước mặt toàn thế giới, quỳ xuống nhận sai với Diêu Giai Văn. Nếu như Diệp tiểu thư làm theo lời ta nói, người nhà của ngươi, sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu như Diệp tiểu thư khư khư cố chấp, không biết trời cao đất rộng. Người nhà của Diệp tiểu thư, rất có thể sẽ bởi vì Diệp tiểu thư mà gặp tai họa thảm khốc bất ngờ. Diệp tiểu thư, ngươi nói xem đạo lý này, có đúng hay không? A, à, sự can đảm của ngươi, thật là không nhỏ. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy với ta. Hồng Hưng Hội phải không? Các ngươi sẽ vì lời nói này, mà phải trả một cái giá thảm thiết. Diệp tiểu thư, ngươi thật chẳng lẽ là không sợ chết, ngay cả tánh mạng người nhà ngươi đều không chú ý. Không đợi người của Hồng Hưng Hội nói xong, Diệp Oản Oản lập tức cúp điện thoại. Phong tỷ, cái đám chó má Hồng Hưng Hội gì gì đó, lại dám lớn lối như thế, chỉ sợ là chưa từng thấy quan tài bao giờ. Bắt đầu đầy tức giận. Thời điểm Diệp Oản Oản nghe điện thoại, có bật loa ngoài, cho nên, đám người Bắt Đầu và Thất Tinh đều nghe được rất rõ ràng. Minh chủ, đem chuyện này cũng giao cho tôi đi. Không mất bao lâu, Hồng Hưng Hội sẽ hoàn toàn biến mất, một người cũng không để lại. Tam trưởng lão mặt đầy vẻ âm trầm. Ha ha, tam trưởng lão, người thật là buồn cười. Bỗng nhiên, đại trưởng lão hướng về tam trưởng lão chê bai. Nghe câu này, lông mày tam trưởng lão nhăn lại, ánh mắt rơi vào trên người đại trưởng lão mặc đồ đỏ chót, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cảm thấy là có ý gì? Chẳng làm nên trò trống gì cả. Tam trưởng lão ngươi thật xem chỗ này như là độc lập châu hay sao? Nơi này là Hoa Quốc, là một lãnh thổ có luật pháp. Làm chuyện gì, cũng đều phải làm theo pháp luật, đại trưởng lão nói. Ta chẳng lẽ còn cần ngươi dạy điều này hay sao? Tam trưởng lão mặt đầy vẻ không vui. Diệp Oản Oản trầm tư rất lâu, cuối cùng đem chuyện của Hồng Hưng Hội, giao cho đại trưởng lão giải quyết. Tam trưởng lão mặc dù bất mãn với đại trưởng lão, nhưng vừa rồi Diệp Oản Oản đều đã lên tiếng, tam trưởng lão cũng không tiện nói thêm gì nhiều. Sau đó, Diệp Oản Oản rời khỏi Kim Đô Bích Hải, dẫn theo Thất Tinh và Bắt Đầu lái xe về phương hướng Tư Gia. Ước chừng nửa giờ sau, ở dưới sự dẫn đường của Diệp Oản Oản, Thất Tinh đem xe đậu sát ở bên ngoài Tư Gia. Tư Gia bây giờ đã sớm bị Tần Nhược Hy nắm trong tay, mà bà nội thì lại bị giam lỏng, tất cả quyền lợi đều bị kiềm chế. Diệp Oản Oản vốn định liên lạc với Thập Nhất và cả Lâm Phong Huyền Diệc, nhưng điện thoại của Phong Huyền Diệc ngoài vùng phủ sóng, mà Thập Nhất thì lại không liên lạc được, căn bản là không có cách nào kết nối. Diệp Oản Oản không tùy tiện đến gần Tư Gia. Thời điểm ban đầu ở Hoa Quốc, Tần Nhược Hy đã nhiều lần muốn hạ sát thủ đối với mình. Nếu như mình bị phát hiện, nhất định sẽ gây thêm rắc rối không cần thiết. Ồ, nam nhân kia, làm sao đệ lại thấy khá quen? Chương 1759, nam nhân kia không phải là Tu La chủ sao? Bắt đầu mới vừa bật đèn xe lên, chợt nhìn về phía xa xa, dụi dụi cặp mắt, mặt đầy thần sắc không thể tin. Con bà nó, nam nhân kia không phải là Tu La chủ sao? Một giây kế tiếp, Bắt Đầu trong nháy mắt đứng thẳng lên, chỉ nam nhân đằng xa và nói. Nhắc tới Tu La chủ, chính cả Diệp Oản Oản cũng cảm thấy kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Bắt Đầu vừa chỉ. Xa xa, phụ cận Tư Gia, một vị nam nhân ăn mặc tây trang màu đen, xuất hiện tại cửa Tư Gia, chợt, xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng. Nhưng chính là một cái xoay người này, Diệp Oản Oản cũng đã thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Đúng như Bắt Đầu từng nói, đúng là có tướng mạo giống Tu La chủ như đúc, nhưng tóc lại là màu đen. Tư Dạ Hàn. Trái tim Diệp Oản Oản khẽ nhảy lên, lẩm bẩm trong miệng. Không giống Tu La chủ. Thất Tinh ngồi ở bên ghế phụ, mặt không cảm xúc mở miệng nói, hai người quả là rất giống nhau, nhưng cách ăn mặc và thần thái đều không giống. Hơn nữa, tóc của người đàn ông kia là màu đen. Đuổi theo. Diệp Oản Oản lập tức hạ lệnh. Phong tỷ, yên tâm đi. Bắt đầu nổ máy, đạp chân ga, trong nháy mắt đuổi theo người đàn ông kia.
nhưng mà, mắt thấy đã sắp đuổi kịp anh ta, nhưng anh ta lại xoay người đi vào trong hẻm nhỏ bên cạnh, trong chớp mắt đã biết mất tung mất ảnh. Diệp Oản Oản lập tức bảo Bắc Đầu dừng xe lại. Rất nhanh, mấy người mở cửa xe đuổi theo, nhưng tìm tới tìm lui cả một phút đồng hồ, vẫn không thể thấy được hình bóng của anh ta. Con bà nó, ảo thuật sao? Sao lại biến mất rồi vậy hả? Bắc Đầu quan sát chung quanh, bên trong hẻm nhỏ căn bản là không có một bóng người. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ. Bắc Đầu và Thất Tinh mới vừa rồi đều nhìn thấy người đàn ông nọ. Cho nên, không thể nào là do nàng hoa mắt. Mà quần áo người đàn ông kia mặc, căn bản chính là phong cách của Tư Dạ Hàn. So với Tu La chủ của Độc Lập Châu, có sự khác biệt rất lớn. Vào giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt lại. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nàng mới vừa rồi quả thực đã nhìn thấy Tư Dạ Hàn, chuyện này tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như, Tư Dạ Hàn thật sự vẫn còn đang ở tại Hoa Quốc, vậy thì Tu La chủ ở Độc Lập Châu kia, lại là ai? Người đàn ông kia, sẽ không phải chính là Tu La chủ đấy chứ? Mặc dù mặc quần áo bất đồng, nhưng dáng dấp Bắc Đầu mặt đầy nghi ngờ. Không nhất định, Thất Tinh lạnh nhạt mở miệng. Nghe Bắc Đầu nói, Diệp Oản Oản lâm vào trong trầm tư. Người đàn ông mới vừa rồi kia, có phải là Tu La chủ hay không, chuyện này cũng khó nói. Hiện tại suy đoán bừa cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, trước tiên phải tìm ra được, người ta, đã rồi mới có thể kết luận được. Diệp Oản Oản vốn còn muốn tìm cẩn thận một chút, nhưng vào lúc này, chuông điện thoại di động lại vang lên. Minh chủ, đại trưởng lão làm hư chuyện rồi. Nếu như Minh chủ có thời gian, hay là trước tiên tới xem một chút đi. Âm thanh của Tam trưởng lão, từ một đầu khác của điện thoại truyền tới. Nghe Tam trưởng lão nói, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Đại trưởng lão làm hư chuyện, chuyện này làm sao có thể? Chỉ là một cái hồng hưng hội, đại trưởng lão sẽ làm hư chuyện. Chẳng lẽ, xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản cau mày lên tiếng. Minh chủ, trong điện thoại nhất thời cũng khó mà nói rõ ràng, vẫn là nên tới xem một chút đi. Tam trưởng lão nói. Trong mơ hồ, Diệp Oản Oản thậm chí còn nghe thấy được từng tiếng kêu rên. Tôi biết rồi, ông đem địa chỉ nhắn qua cho Bắc Đầu, chúng tôi sẽ qua ngay. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Sau khi cúp điện thoại, không bao lâu, Bắc Đầu liền nhận được tin nhắn địa chỉ và vị trí chính xác do Tam trưởng lão gửi tới. Lúc này, Bắc Đầu đạp chân ga, chạy hướng về vị trí được chỉ định. Chương 1760, sẽ không để cho các ngươi được như ý. Một nhà xưởng bỏ hoang nào đó ở khu kinh giao. Lúc Diệp Oản Oản chạy đến, đại trưởng lão và tam trưởng lão vẫn còn đang tranh chấp. Một bên, trên mặt đất nằm một người, bộ dáng khoảng chừng 20 tuổi, phần trán bị vỡ chảy máu đầm đìa, không rõ sống chết, nằm hôn mê bất động. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua gã thanh niên trẻ tuổi ăn mặc thời thượng nọ, có chuyện gì xảy ra? Bắc Đầu nhìn về phía gã ta, ô, người này là ai vậy? Thất Tinh hơi nhíu mày, con trai của Liêu Hải Thành, Liêu Gia Kỳ. Hắn đã sớm điều tra tất cả tài liệu của Hồng Hưng Hội, cho nên liếc mắt đã nhận ra người trên mặt đất. Liêu Hải Thành là lão đại của Hồng Hưng Hội. Liêu Hải Thành có ba đứa con gái, một đứa con trai, Liêu Gia Kỳ là con trai nhỏ được sủng ái nhất của Liêu Hải Thành. A, à, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi vậy, đại trưởng lão đã trói được con trai của Liêu Hải Thành mang tới đây. Không đợi đại trưởng lão mở miệng, tam trưởng lão lập tức vội vã tố cáo, minh chủ. Đại trưởng lão hắn luôn mồm luôn miệng nói Hoa Quốc là nơi tuân thủ pháp luật, nói tôi làm việc không ổn. Nhưng bây giờ, ban ngày ban mặt, chính hắn lại bắt cóc người trói tới đây. Đại trưởng lão nghe vậy, tỏ vẻ đầy khinh bỉ nhìn về phía tam trưởng lão, lạnh lùng nói, tam trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn đừng nên đánh đồng ta với chút thủ đoạn vụng về của ngươi. Ngươi tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ giải quyết được hai tên tôm tép nhỏ bé, vậy thì hay lắm sao? Mà ta đây là bắt giặc phải bắt vua trước, tên cầu tặc quản gia và nhân tình kia chẳng qua chỉ nhờ có chỗ dựa là Hồng Hưng Hội mới lớn lối như vậy. Chỉ cần giải quyết Hồng Hưng Hội, hết thảy đều được giải quyết dễ dàng. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, a, à, nói vậy cũng có đạo lý. Tam trưởng lão nghe minh chủ có vẻ ủng hộ đại trưởng lão, nhất thời nôn nóng, minh chủ, xin đừng bị hắn ta che mắt. Tôi bắt cóc Diệp Y Y và Hoàng Minh Khôn là bởi vì hai người kia không hứng nổi sóng gió, trói bọn họ cũng không dám thả rắm, sẽ không gây ra chuyện gì cả.
mà tiểu tử này lại là đứa con trai mà Liêu Hải Thành sủng ái nhất. Đại trưởng lão tùy tiện bắt cóc hắn qua đây, Liêu Hải Thành tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Đại trưởng lão sầm mặt lại, người thì biết cái gì? Tam trưởng lão liên tục cười lạnh, ha ha, đúng vậy. Ta không biết, vậy xin mời đại trưởng lão ngươi dạy ta một chút, tình huống bây giờ ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Coi như là Liêu Hải Thành nhất thời chịu uy hiếp của ngươi, nhưng sau đó thì sao? Ngươi có thể bảo đảm hắn không phản công? Đại trưởng lão, phản công thì đã thế nào? Không sợ mình chúng ta còn sợ một đám Hồng Hưng hội nhỏ bé đó sao? Tam trưởng lão, đại trưởng lão, đến lúc đó làm lớn chuyện, không sợ mình chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng ắt phải xúc phạm đến luật pháp Hoa Quốc. Đến lúc đó thực sự khó giải quyết. Nơi này cũng không phải là Độc Lập Châu, đây là chính đại trưởng lão ngươi nói. Làm sao, bây giờ là đang tự đá vào mông của mình sao? Đại trưởng lão, Lý Tư, ngươi. Mắt thấy đại trưởng lão và tam trưởng lão tranh cãi đến long trời lở đất, Diệp Oản Oản không nhịn được xua tay một cái, được rồi, tất cả chớ ồn ào, an tĩnh, để cho tôi suy nghĩ một chút. Nếu như là tại Độc Lập Châu, hết thảy đều dễ làm. Nhưng hiện tại đang ở Hoa Quốc, tình hình bây giờ, quả thật là có chút khó giải quyết. Đại trưởng lão và tam trưởng lão nhất thời im bặt, nhưng vẫn dùng ánh mắt không phục để lườm nhau chừng chừng. Diệp Oản Oản đang ngưng thần suy nghĩ phương pháp, lúc này, trên mặt đất truyền tới một tiếng hừ hừ, là cái gã Liêu Gia Kỳ đó tỉnh rồi. Liêu Gia Kỳ ôm lấy phần đầu bị đánh bể, mặt đầy tức giận nhìn về phía đại trưởng lão, các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Có biết ta là ai không? Thậm chí ngay cả ta mà cũng dám bắt cóc. Ta nói cho các ngươi biết, muốn dùng ta để uy hiếp cha ta, nằm mơ đi. Ta dù có chết, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1760.